Thế nhưng mọi người, em thề đấy là vừa mới xong đang xem cái live stream ấy. Em đang gì nhở? Đang vào live stream thì tự nhiên bị out ra. Trời ơi, khổ thân em, các chế đâu rồi. Hello mọi người, đây này, đẹp quá trời, cái set này đẹp, sao lại sót được cái set này trời, đẹp xuất sắc luôn này. Xuất sắc luôn, toàn hôm nay toàn bộ đều là hàng hot hết này, ôi đẹp quá. Một cái quần váy bò như thế này, cả hàng hè xả cho mọi người nha, rất là xinh này. Hàng Quảng Châu bị lác không, mạng lác kinh khủng ý. Trời ơi, khách không vào được xem live stream. Các tình yêu nơi đâu, bình thường nhà em live stream 300-400 lượt xem, lúc nào cũng 300-400 lượt xem luôn. Hello mọi người ơi, nhanh tay nhanh cho em lên. Anh lên cho em cái đơn Trần Cherry là đơn gì anh ơi? Lên cho em xem cái túi của chị Trần Cherry gửi về. Ừ, em ơi khổ lắm mọi người ơi, cái mạng nó cũng bị giật ý. Vào một phát out ra luôn. Có vest đấy tình yêu. Đây kìa, Trần Cherry cho em ấy. Ở vest đẹp lắm, cái vest đen đâu nhỉ? Rất là nhiều mà mình không biết bị ở đâu luôn ý. Đây xem cái này là cái gì đây. Trời ơi đẹp lắm, chia sẻ live stream cho em. Hello mọi người, đây này. Cái này là phao hả? Cái này là Trần Trung hay là Trần gì ấy, gửi cho bạn gì đấy, không phải Trần Cherry đâu. Để nhầm. Đây này. Mây của trời nó không phải luôn hả? Đây mọi người ơi, nhanh tay cho em này. Cái áo này rất đẹp này, mở đầu live stream cho em. Chia sẻ lên cho em một cái áo cực kỳ xinh luôn. Cái áo này phải gọi là siêu xinh luôn. Vừa bán vừa tặng cho em cái combo này rất đẹp nha mọi người. Chia sẻ lên cho em này, một cái áo này cho em, một cái áo len cho em, một cái áo phao cho em này. Đẹp lắm luôn. Combo này chia sẻ lên cho em, bán cho em giá như tặng các chế luôn. Cả một áo phao của mỗi này bán cho em là 150.000 một cái. Combo này rất đẹp luôn này. Combo này là 150.000 một cái áo phao dáng rộng cho em này. À một cái áo phao cho em này, mặc đại hàn này. Phao lót lông này bên có một bên kho Quảng Châu họ đang xỉ cái phao này là 300 mấy hay sao mọi người ạ. Phao lót lông mặc rất xinh nha mọi người nha. Đây có túi này, một phao lót lông cho em và một áo. Ủa áo này đẹp quá. Bình thường mọi người mua cái áo này nó phải tầm khoảng 250.000 rồi. Chất rất đẹp luôn này. Lên nỉ, ok chị Ngọc Hân sẽ có nha mọi người. Chia sẻ livestream cho em combo em bán quá sốc luôn này. Mang bao nhiêu đây ạ? Đẹp quá trời, cả phao cả áo này luôn này. Đẹp chưa, cái áo này rất đẹp luôn này. 21 cho em, chia sẻ livestream cho em 21 cho em. Cái combo này chị nào mua được thì quá xuất sắc luôn này. 21 cho em cả combo này cho em luôn. Có 150.000 cả phao cả len. Trời ơi đẹp xuất sắc, nhanh tay thì còn này. Bác này bao nhiêu đây anh? Bao nhiêu đây, 21 cho em này, đẹp lắm. Combo này rất đẹp luôn. 21, nhanh tay cho em, 150.000 quá sốc luôn này. Lên cho em cả một cái mã ấy nữa anh ơi. Hello chị Huệ Phùng, hello các tình yêu. Ok chị Phạm Hương, hello mọi người, mới ăn cơm xong hả? Mọi người chia sẻ live stream cho em nhá, nhiệt tình cho em. Chia sẻ live stream nhiệt tình cho em. Ừ Hương Bi ơi, thế thì lấy liên riêng nhá. Thôi để sau đi tình yêu. Đây lên cho em một mã nữa này, mọi người chia sẻ mạnh tay cho em chua. Trời ơi toàn mã sân hoi. Mã 21 đúng không? 21 chốt chị Nhung Nguyễn cho em này, Nhung Nguyễn này. 21 này chốt cho em chị Sang Tuyết Nguyễn này, anh chốt trước Sang Tuyết Nguyễn này, ok này. Đẹp lắm luôn, trời ơi, có 150.000 thôi, ok. 21 cho em này. Lê Thơm ok, để em check lên Lê Thơm nhá nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em một mã này, thực ra là cái mã này thì em cũng gần hết rồi, cũng không còn mấy nữa đâu. Một màu đỏ này. Hàng Quảng Châu luôn cho em may lên rất nhiều hàng hot mọi người nhá. Gần như là toàn bộ là len hàng hot luôn này. Trời ơi Nguyệt Quế ơi, có thấy Nguyệt Quế mọi người mà chưa nhìn thấy em, mọi người cứ chấm lên cho em. Mọi người cứ chia sẻ lên cho em này. Đây chỗ cái áo này quá xịnh luôn này. Cái này là có cổ ngọc mọi người nhá. Cái dáng này có cổ ngọc này. Áo này rất đẹp, màu này là phải gọi là màu cực kỳ hot. Chia sẻ lên cho em một cái mã này, em bán như tặng các chế luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là bây giờ em không hiểu sao Facebook của em nó bị kiểu như nó không, cái tương tác của nó bị giảm hay sao ấy. Chứ trước kia mọi người biết rồi này. Mạng ấy, mạng nó cũng chán ấy mọi người. Đây, cái mã này mã 22 cho em này. Ở đây có cổ ngọc nhá mọi người, nhìn không ạ? Cái mã này mặc rất là đẹp. Gần như chị nào cũng nên có này. Cái này dáng hơi độn vai nhẹ mà cực kỳ xinh luôn. Vừa bán tặng cho em cái này. Chia sẻ lên cho em mở đầu livestream lúc nào miếng trầu là đầu câu chuyện nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Chia sẻ lên cho em mọi người. Mã này mọi người phải tập trung chia sẻ cho em thì em mới bán. Nên mỗi chị em chia sẻ cho em mã này, bán vừa bán vừa tặng cho em thực sự luôn. 65.000 một cái. Trời ơi len 65.000 một cái rất đẹp này. Mã 20 mấy nhở? 22 cho em này. Màu rất đẹp, hàng Quảng Châu nha mọi người. Nhận chất len thì sướng luôn. Cổ ngọc ở đây có một cái cung ngọc rất là xinh này. 22 cho em này. 65.000 nhanh tay thì còn ạ. Ok chị ấy ơi, 22 cho em có mặc quần đùi váy ở bên trong mỡ chế. Em có mặc quần đùi váy bên trong mà. Xinh lắm, mã này mặc với quần đùi váy rất là đẹp luôn này. 22 cho em chị Sang Tuyết Nguyễn có hàng luôn này, hàng Quảng Châu xịn cho em luôn này. 22 này Sang Tuyết Nguyễn này, đẹp quá. Nhớ là chia sẻ lên giúp em nhá. Sang Tuyết Nguyễn cho em này 65.000 này, ok này. 22 Phạm Hương này. 22 Nguyễn Nhân Khánh hai chiếc này. Phạm Hương cho em này, trời ơi có 65.000 một cái áo thôi. 22 Nguyễn Nhân Khánh cho em. 22 Nguyễn Nhân Khánh cho em này. Nguyễn Ngân Khánh này.
Nguyễn Khánh cho em này 65 này. 22 chốt cho em này Nguyễn Ngân Khánh này, nhanh tay cho em nhá. 65.000 này, ok này. 22 chị Phạm Hương 2 cái này, Ngọc Huyền 2 cái này. Ờ Phạm Hương này. Phạm Hương cho em này, mã này xinh lắm luôn, 65.000 cho em này. 22 Ngọc Huyền 2 cái luôn này. Ngọc Huyền cho em này. 65.000 cho em này. 22 này, Ngọc Huyền này. Ngọc Huyền cho em này. 65.000 cho em, ok 22 chị Duyên Nguyễn có hàng này. Duyên Nguyễn cho em này. Duyên Nguyễn này. 65.000 này. 22 chốt cho em này, Yến Hải có hàng này, mã len rất đẹp luôn, mọi người chia sẻ lên cho em nhá. Yến Hải cho em này. 65.000 này, ok. 22 chốt tiếp cho em. Ừ. 22 cho em nhật xù hết cho em mã này. 22 nhật xù hết cho em này. 22 nhật xù cho em này. Luyến Nguyễn ơi. Chị ơi, ship hàng của em chưa vậy, em chưa nhận được Luyến Nguyễn ơi. Đơn của Luyến Nguyễn 22 nhật xù này, ơ tưởng là đơn bạn ấy ở ấy. Ơ anh có nhớ không? Luyến Nguyễn này ở đâu đấy? 22 nhật xù hết cho em lại đây. Một cái mã này, một cái mã này bán giải vía khách cho em này, cũng cực kỳ rẻ luôn này. Cái mã này em bán cho mọi người là gốc luôn đấy mọi người ạ. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nhá. Mã này mọi người bắt buộc phải chia sẻ, bởi vì sao? Mã này bán là lỗ luôn này. Bán cho khách là vừa nay là khách chưa lên mã xong khách đã chốt xả rồi. Nên chia sẻ lên cho em áo Quảng Châu rất là đẹp. Nhà em chỉ bán hàng đẹp cho mọi người thôi, không bao giờ có chuyện bán vớ vẩn lên. Nên chia sẻ cho em mọi người yên tâm đi ạ. Đã mua hàng em gọi là cái áo này chất rất là thích này, form dáng rộng rồi mà về mặc cái quần dạ eo cái chất này á. Mọi người không mua ở đâu được cái dáng luôn, em nói thật mọi người luôn. Nay chẳng qua bây giờ là hôm nay là cuối livestream. À thế là hôm nay là em lên chiên cho mọi người mời vì mạng nó lag. Mạng nó lag bình thường em lên mọi người biết rồi đấy, lúc nào 400-500 lượt xem, không bao giờ có chuyện ít như thế này. Ừ ok này. Yến Hải xin số thoại Yến Hải cho em nhá. Mã này mã 23 chốt cho em này. 62.000 quá xuất sắc luôn. Một cái áo len như này mọi người sở chất, mọi người phê luôn này. Bán giải vía cho em này, 62.000 cho em áo len nó mặc rồi, mặc với quần dạ rất là xinh luôn này. 62.000 cho em, chị nào nhanh tay được cho em mã 20 mấy đấy ạ. 23 cho em này, không nhận hơi phí luôn, chất rất đẹp này. Hàng cực kỳ dày 23 bồ công anh rồi này. Nhớ hộ em là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em và đẩy livestream lên cho em nhá, để em bán giá gọi là pha bồ công anh cho em này. 6 mấy nghìn nhỉ? 62.000 à? Pha bồ công anh cho em này, mã 23 thỏ nâu này. Thỏ nâu cho em này, 62.000 này, rất đẹp luôn này. 23 chốt cho em này. 23 cho em này. 62.000 này. Ai chốt cho em là Kiều Thu có hàng này, chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. Kiều Thu ghi số thoại, Kiều Thu cho em này có đúng 2 chiếc này. 23 chốt cho em này. Cực kỳ nhiều mã xinh luôn, chắc chắn mua hàng chốt cho em bởi vì mạng của nó đang bị lag. Thế nào mọi người chia sẻ livestream cho em để lên tăng tương tác cho em, mỗi tình yêu chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ lên cho em chúa. Kiều Thu xin số thoại, Kiều Thu giúp em nhá. Kiều Thu ơi. Hồ Hải Yến. Hải Yến rồi này. Hồ Hải Yến. Hồ Hải Yến này, đừng xả giúp em nhá, tình yêu Hồ Hải Yến cho em này. 62.000 này. 23 còn một chiếc nữa này. Chị vịt bầu ơi. Áo khoác nam chắc là có đấy mọi người ơi. Đây lên một mã khoác nó rất là xinh. Toàn bộ đều là hàng cực kỳ đẹp luôn. 23 một chiếc nữa cho em. Anh ơi có một bọc hàng xả không? Bọc hàng xả không? Hàng xả và kia có một cái, có một bọc đấy. 23 này, hàng dày dặn dã man luôn, có sót một chiếc cho em. 62.000 thôi, áo len rất rất rẻ. 23 chốt Nga Đỗ cho em có hàng này. Lên cho em một cái mọc hàng thè, à mọc hàng xả ngoài kệ ấy, để em xả nốt cho mọi người. Đây này. Nga Đỗ xin số điện thoại Nga Đỗ cho em tình yêu ơi. Phúc Phẩm ơi, áo có 2 dây không em? Hùng Hà Công, Trung Hà Công ơi em gì áo ai ra em chưa lên đâu, hình như là cũng có cũng ít đấy, tí em lên em xem còn này. Ôi Burberry còn sót này. Trời Burberry để xả luôn cho em này. Burberry em bán rất là đắt. Trời ơi đợt trước không có hàng bán bị sót mất này. Chất rất là đẹp luôn này. Burberry để hôm nay mạng lác em xả luôn cho mọi người, bán lại 75.000. Burberry không bao giờ có giá này luôn, lại nhập còn không được giá đấy. Hôm trước bán là bán gọi là bán quá là ấy luôn này. Mã Burberry cho em dưới 50 cân mặc đẹp nhá. Hàng chất rất là đẹp luôn này. Burberry, riêng Burberry nhà em đảm bảo mọi người luôn, khoác mọi người mặc cực kỳ sang này. Chất Burberry rất đẹp, còn đúng mấy chiếc em xả cho mọi người 75.000 dưới 50 cân mặc đẹp cho em dáng Burberry này nhá. Em nói thật mọi người em không muốn mặc luôn bởi vì cái dáng Burberry này khách nhà em trước còn bảo là Quỳnh ơi chị mua cái này là như là 350 hay là bao nhiêu ấy Quỳnh ạ. Áo khoác Burberry cho em này bởi vì em còn size nhỏ dưới 50 cân thôi. Rất đẹp này. Nga Đỗ xin số điện thoại Nga Đỗ cho em này, đẹp chưa mọi người nhìn này. Burberry rất đẹp, mã này dưới 50 cân mặc ok cho em mã bao nhiêu đấy? 24 cho em này. 24 chốt cho em Phạm Hương này. 75.000 thôi, đẹp lắm luôn. 24 Phạm Hương cho em này. Phạm Hương cho em này. 75.000 này, 24 này. Trần Cherry này. Trần Cherry này. 75.000 cho em này. 24 chị Thu Đỗ cho em này. Thu Đỗ cho em này. 75.000 này. Áo này mình đặt rồi, Nguyễn Thanh Lan đặt rồi, không phải nhân viên chốt hàng Nguyễn Thanh Lan đâu ấy.
kia kìa. 24 chốt cho em này, 75.000 này, còn đúng 2 chiếc thôi. Trần Giang này. Các tình yêu hộ em nhá, nhớ mã mình đặt xong xem gọi là úa là em hơi buồn rồi nha. Ok các tình yêu, lên cho em một mã nữa đi này. Trần Giang. Ừ, còn một chiếc cuối cùng nữa là hết. Rất đẹp. Ai? Ngọc Ai? Ngọc Huyền. Ngọc Huyền đã 24 này. Lên cho em áo nỉ nữa nhá, Ngọc Huyền cho em này. Là bao nhiêu nhỉ? 75.000, rất rẻ luôn. Chia sẻ lên gần như là một cọc này là hết cọc len này. Gần như là một mã này là hết cọc len này mọi người này. Gần như một mã này nó làm hết cọc len luôn này. Cái mã này là áo hoa hồng cho em này. Nga Đỗ ơi, Nga Đỗ có số không ạ? Trời ơi, khách mua hàng ghét thế. Mọi người để ý cho em nhé, vừa nãy đang có thấy một bạn chốt một chiếc nhà em, sau đó xin mãi mới cho số điện thoại. Xong rồi thì em đang định vào Facebook ấy để hỏi xem là bạn có mua không. Thì lúc sau vào thì thấy lại đấy đang xem livestream của người khác, chia sẻ livestream của người khác. Thực ra là cái chuyện này nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà mọi người đã tập trung mua thì mọi người mua hộ em nếu đã có ý định mua hộ em nhá. Trời ơi. Lê Thơm ơi, Lê Thơm phải lên Lê Thơm khác đúng không? Đây này, một cái áo Quảng Châu cho em. Chất phê dã man luôn. Cái chất này thực ra nói thật mọi người mà nhận cái mã này quá quá đẹp luôn này. Cái chất này chia sẻ lên cho em. Cái này còn mấy chiếc thôi bán cho em 75.000 cái áo này, em nhập rất cao mọi người em này. Chất len gọi là rất là mịn luôn, 75.000 cho em này. Màu này. Này. Mã này bao nhiêu đây? Thủy Dũng ơi, có nhìn thấy Thủy Dũng không? Mã này đẹp quá, trời ơi. 26 cho em này. Áo hoa nhài này. Đây, cực kỳ đẹp luôn này. Mã này bao nhiêu đây? 75. Chị Phạm Mưng ơi, inbox cho em đi tình yêu ơi. Mã nào có vấn đề gì sai mới inbox cho em nhá. 26 cho em này. Mã bạc cực kỳ thích luôn. 26 cho em này. Yên Yên Hải luôn này. Mã này đẹp chưa? Hàng Quảng Châu xịn cho em này. 75.000 thôi ạ. 75.000 cho em này. Ai đây? Yến Hải này. Yến Hải cho em này. 26 này, 75.000 này. Trịnh Phượng cho em này. Ok. 26 chốt cho em này. Đẹp lắm luôn mọi người ơi, nhanh tay cho em. Ok, Nguyễn Ngân Khánh này. 75.000 này. 26 này. Ngân Khánh. 75.000 này, ok. 26 ỉn bin dùng đơn. Ỉn bi đúng không? 75.000 có đúng một chiếc này. Chiếc này giữ lại mặc nốt luôn. Chiếc này mặc xinh lắm, ok, chốt chị Trịnh Phượng 26 Phạm Hương hết cho em này. 26 Phạm Hương hết cho em này. Nhớ là chia sẻ livestream nha, riêng các chị yêu mà nhận áo của em chỉ có mê thôi. 26 chị Phạm Hương này. Mai xinh quá. 75.000 cho em, mã này hết cho em này. Còn hai cái váy đá nữa nhá. Hai cái váy đá này tình yêu là chưa chốt, đừng chốt nhanh cho em này. Còn hai cái váy đá này tình yêu là chưa chốt, đừng chốt, chốt nhanh tay cho em. Hai váy đá này đẹp mê ly luôn. Trời ơi, mọi người mà không chốt cái váy đá này có 99.000 một cái váy đá này thôi. Vào vụ không bao giờ có cái giá này luôn các tình yêu ơi. Mã 27 cho em, đẹp lắm luôn. Trời ơi. Điền bi có số điện thoại rồi, ghi số rồi. 27 nhanh tay chia sẻ cho em, mọi người nhớ là chia sẻ cho em ơi. Ừ, Thủy Tít ơi, em thật sự em không thể nào em đọc được comment của khách luôn, khổ thân em lắm luôn. Hôm nay bị ẩn comment, cái mạng của nó quá chán đời. Hôm nay cái mạng của em nói thật mọi người nếu như các tình yêu mà xem livestream của em biết hôm qua mạng ổn định nhá, hôm qua thứ năm. Ỉn bi ơi có nhìn thấy rồi. Hôm qua thứ năm mà một lúc vào hơn 200 lượt xem, 300 lượt xem là chuyện bình thường này. Đây mã này bao nhiêu đây? 99.000 cho em này. 27 cho em này. 27 Trần Cherry với ai? 27 Trần Cherry, 27 Nho Sinh hết này. 99.000, đẹp lắm luôn ạ. Trần Cherry cho em này, 99 này. 27 Nho Sinh cho em hết này. Đây là em nói thật mới may mạng quá chán luôn. Mọi người nhớ phải chia sẻ livestream cho em nhá. 27 cho em này. Anh xem trong kia còn đống gì không, lấy ra nốt cho em. Xong cái tải kìa. 27 này, chốt Nho Sinh này. Nào lên cho em nỉ nước thứ nè, nỉ áo lông áo nước này. Đây là cái gì vậy? Dê lông hả? Khoác cả anh tách cho em. Đây. Cái này là di lê lông còn sót một cái sang nhà em này. Ô nhưng mà sao cái này lại bị ướt thế này? Ô sao lại bị ướt thế này anh? Ướt lắm luôn ý. Ấy chứ sao lại ướt thế này rồi? Để chưa ướt đâu. Lên cho em nỉ này, lên cho em nỉ nữa nhá, bán cho em nỉ nữa này. Khoác nỉ cho em này. Khoác nỉ rất đẹp này. Hàng hãng cho em nhá. Cái này còn sót một chiếc này. Đẹp quá. Toàn bộ đều là hàng đẹp luôn này. Nỉ trần bông cho em này. Mã này bán cho em là 80.000 một cái nỉ này. Nhanh tay thì còn ạ. Nỉ này form dáng rộng cho em nhá. Rất đẹp này. Nói chung là nỉ này em còn sót mỗi một chiếc. Bởi vì hàng toàn hàng cao cấp của em rồi. Nỉ này chốt cho em là bao nhiêu đấy? Bao nhiêu đấy? 28 cho em này. Ừ đấy mọi người ơi, 28 cho em này. Ok, chị Nguyễn Ngân Khánh có hàng này. 80.000 này rất đẹp này. 28 này Nguyễn Ngân Khánh này.
Vân Ngân Khánh cho em này. 80.000 này, ok. Lên nỉ tiếp cho em này, toàn nỉ. Ôi nỉ này đẹp quá, nỉ này hãng rất là xinh này. Nỉ này gọi là siêu xinh luôn này, hàng tang mác xịn luôn này. Mã 29 cho em này. Đẹp lắm luôn, anh chốt phân loại của em xem cái nào là ấy này. Cái này là comment của em là váy nỉ này, cũng 80.000 luôn này. Ai mà chốt được con váy nỉ này rất là đẹp luôn này. Ai mà chốt được cái em váy nỉ này gọi là siêu xinh luôn. Hàng cao cấp này, hàng cực kỳ cao cấp luôn này. Cái váy này kim sa rất đẹp này, mã bao nhiêu đây? 29 cho em này. 29 cho em này, rất đẹp luôn này. Còn một chiếc này, 29 cho em này. 29 cho em 80.000 này. Váy nỉ nhá, dưới 50 cân mà ok, dưới 55 cân. Thỏ nâu cho em đúng không? Xinh lắm luôn ấy ạ. Ok, 80 luôn. Nỉ thì nhiều nỉ lắm mọi người, em bán nốt mấy cái áo này nhá. Đây này, lên cho em riêng cái form áo này rất là đẹp này. Có một màu hồng phấn và màu trắng. Comment cho em hôm nay giả nốt cho em mã này đi ạ. Eo ơi, 85.000 cho em mã này. Không bao giờ mọi người mua được cái giá này đâu ạ. Ai mà nhận cái len này của em thì chỉ có mê trở lên thôi. Gọi là chỉ có mê mẩn, mê con nhà bà mẩn trở lên thôi. Trời ơi, xinh lắm mọi người ơi. 85.000 cho em này, chốt cho em mã này là mã 30, màu hồng hoặc màu trắng cho em nhá. Có hai màu hồng hoặc trắng nên là chốt cho em hai màu hồng hoặc trắng rất đẹp này. Mã 30 cho em này, 30 chốt cho em hai màu hồng hoặc trắng mọi người nhá. 30 cho em. Hello tình yêu, mã 30 cho em này. Mã 30 cho em, 30 cho em này. 85.000 đúng không anh? Nguyễn Ngân Khánh, màu gì hồng à? 30 này. Còn màu trắng ạ, à, Nguyễn Ngân Khánh này. Ok này, 85.000 này. Mã này xinh lắm luôn, ai mà mua áo này của em thì biết nè. Rất đẹp luôn mọi người nhá. Rất là xinh này, anh ơi anh gom lại hộ em đống này cả. Đấy. Cái này còn sót 2 cái cho em này, trời ơi. Còn sót 2 chiếc cho em này, nhanh tay thì còn này. Áo này rất đẹp, chất rất đẹp luôn này. Chất này siêu mà ai mà lấy thì chỉ có thích thôi, trở lên thôi này. Còn sót 2 cái cho em, mỗi cái 75.000 này. Mã này bao nhiêu đây? Áo này không mặc đâu, trời ơi thích quá. 31 cho em này, nhanh tay thì còn này. Còn sót đúng 2 chiếc, mọi người nhìn đúng em chất len này. Mê luôn, 31 cho em này. 31 cho em, mã 30 em hết rồi. 31 cho em này, còn sót toàn siêu phẩm thôi ạ. 31 cho em này, rất đẹp này. Đẹp lắm, 31 nhanh tay thì còn ạ. Còn sót đúng 2 chiếc này. Chắc chắn mua hàng, chốt cho em có tình yêu ơi. 31 chốt cho em này. Phương Hà có hàng này. 31 cho em Phương Hà này. Phương Hà này, ok. 31 Min Hy Nguyễn cho em này. 31 này Min Hy Nguyễn cho em này. Ok tình yêu. Lên một siêu phẩm, nốt cái này là hết sạch luôn mọi người nhá. Cái siêu phẩm này phải gọi là nốt cái này xong là gọi là sạch bách luôn này. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi, cái siêu phẩm này siêu siêu phê luôn ý. View mọi người phải chia sẻ lên cho em xem bao nhiêu chia sẻ rồi. Trời ơi mọi người chia sẻ đi, để em lên cho mọi người một cái mã áo rất xinh, toàn mã áo xinh hoi. Đây, cái này một bán cho em là 109.000 đi. Cái mã này rất đẹp luôn này. Ai mà nhận được cái này thì quá xuất sắc luôn, còn đúng một chiếc duy nhất này. Chất gọi là chất siêu đẹp luôn này. Là dáng crepe nhá. Mã này thực ra là bây giờ bị nhái nhiều lắm rồi, nhưng mà không ai đẹp bằng cái áo của em luôn. Mã này mọi người mặc bên trong cho em một cái váy body gọi là cực kỳ đẹp. Hay mã này giữ lại mặc ta. Đẹp xuất sắc luôn. Mã này mọi người mặc bên trong một cái váy body này. Đó, 32 chị Thu Đỗ cho em. Đẹp lắm luôn chị Thu Đỗ ơi. Mã này đẹp run người luôn ấy. Anh gom em mấy cái áo dán chữ vào cho em một cái để em bán luôn. Đấy, có hai cái này. 32 chị Thu Đỗ cho em này. Đây này, cái ở đây nữa này. À đây. Ừ. Đâu có ẩm đâu. 32 này, Thu Đỗ cho em này, 109 nhá. Mã này mặc ở bên trong cái váy rất là xinh luôn. Đây cứ lên màu đi. Mã này chốt cho em này. Cái này là còn 2 rêu 2 đen nhá, 78.000 cho anh chị nào nhanh tay thì được luôn. Còn đúng thực sự là cái lô này như là còn đúng 5 chiếc là hết thôi. Riêng cái màu này gọi là quá xinh luôn này. 78.000 cho em áo này thực sự là các chị nên mua, bởi vì khách nhà em mua xong rồi nhận ưng lắm. Comment của em là mã 38 hay 30 nhiêu nhỉ? Ừ, áo này lấy màu hồng đẹp lắm, cảm ơn chị Thỏ Nâu nhá. 34 cho em này, 34 comment của em là đen và rêu, có màu rêu nhá. 34 cho em này, 34 cho em này, đẹp lắm luôn này. 34 cho em này, mã này nhanh tay lên rồi, của em không là hết sạch luôn này. Chữ theo cho em nhá, chất len, dáng rất xinh này. 34 cho em, 34 cho em, rất đẹp này, 34 này. Comment nâu hoặc rêu cho em 78.000 này. 34 cho em này, 34 cho em này. Ok, thảo chip đen này. Thảo chip cho em này. 78.000 này. Hello chị Thanh Huyền Nguyễn có tình yêu nhá. 34 chị Phạm Hương đen này. Thảo chip xin số cho em. Phạm Hương cho em này. 78.000 này. 34
một chiếc nó đen cho em là hết này. 34 còn một chiếc, áo này rất chất, rất thích luôn này. Mọi người yên tâm đi, mua cái áo này xong mọi người về mọi người á. Không nghĩ là tại sao mà mình mua cái này luôn. 34 Nguyễn Hậu đúng không? Chắc chắn mua một điều hãng chốt cho em M á Trang ơi, khổ thân Quỳnh lắm luôn ý. Livestream M á, M lắm, ừ đấy, 34 chốt cho em Nguyễn Hậu này. Trời ơi anh ơi, M lắm anh ơi, Nguyễn Hậu cho em này. Mọi người có thấy M không mọi người ơi, 85.000 cho em này. Thì Phạm Hương rêu đúng không, 34 này, Phạm Hương rêu nó này. Em nói thật luôn, 78.000 này. 78.000 này chị Phạm Hương này. 34 còn một chiếc rêu thôi, màu rêu quá hot luôn, màu rêu nó không bị chóe đâu mọi người. Màu rêu này phải gọi là siêu siêu đẹp luôn đấy mọi người ạ. Màu rêu này mà các tình yêu mà không chốt được màu rêu này hơi phí này. 30M đúng không mọi người ơi, khổ thân em chưa. 34 cho em còn rêu này. Ok chị Phạm Hương có rêu rồi tình yêu ơi. Ừ bởi vì sao, có những cái mạng mọi người ấy, comment em không thấy. Nguyệt Quế ơi, có đến Nguyệt Quế mà 34 rêu này. Nguyễn Huyền Phương cho em này. 78.000 thôi nhá, Nguyễn Huyền Phương cho em này. Hình như không nhớ đâu. 78.000 cho em hết mã này. Riêng cái áo chữ này phải gọi là quá xuất sắc. Áo này em lấy ở shop nhá. Còn mấy cái đen à, mấy cái này, đẹp chưa mọi người. Nhìn cái kiểu nó rất đẹp này, mã này xả cho em luôn là 75.000 một cái này. Rất đẹp này, mã này 35 cho em này. 35 cho em này, đẹp lắm luôn, kiểu nó cũng xinh mà. Ok sẽ lên nỉ từ từ, tình yêu em còn mấy cái len em bán nốt chị yêu. Mà 35 cho em này, áo này chữ thêu này, áo chữ này chữ len này. Đẹp lắm luôn mọi người, nhìn em cái kiểu này, rất xinh nhá mọi người, kiểu tay pha này. Đẹp lắm luôn mọi người nhìn này. Xinh lắm, 75.000 cho em mã 30 mấy nhờ, 35 đúng không? Thảo Chip có hàng này, 75.000 thôi ạ. Chắc chắn mua hàng cho em nha, Thảo Chip cho em này. 75.000 này. Còn một chiếc nữa này, 35 nữa này, đẹp lắm luôn, chất này. Mê luôn, bán này áo, bán này bán shop của em nhá. Heo xinh đơn áo dạ đi rồi, chắc ngày mai. Đơn áo dạ đi rồi, heo xinh ơi. 35 còn một chiếc nữa cho em này. Đẹp lắm, trời ơi. Không phải là hôm nay mạng nó lag, em đang chán đời đấy mọi người. 35 chốt cho em nữa này. 35 chốt cho em 75.000 này. Mạng lag chán đời lắm mọi người ơi. 35 chị Thúy Nguyễn này. Chị Thúy Nguyễn cho em này, hết cho em 35 Thúy Nguyễn không giấu hết cho em này. Đẹp xuất sắc tình yêu ơi, hết cho em. Nào, chị bắt đầu lên dạ, lên trước cái thứ cho em này. Còn mấy thứ các thứ mà nốt vậy. Đây, lên cho em nữa này. Lỉ liếc cái thứ của các chế đây, lỉ đây. Đẹp lắm luôn. Nào áo nỉ. Mờ quá mà, ừ chị Hà Phương Thúy ơi, mờ lắm. Em chờ khách mới vào coi, không coi được luôn á. Mờ kinh khủng luôn này. Ôi dồi ôi, cái áo dạ này 80.000 thực sự ai mà chốt được thì quá xuất sắc, không nói nhiều luôn này. Dạ này rất đẹp, bên trong trần bông này. Dạ này đẹp là áo nỉ này. Nỉ mũ này, ai mà nhận được nỉ mũ 80.000 cho em, cực kỳ đẹp luôn này. Mã bao nhiêu đây? 36 cho em này, 36 cho em một chiếc cuối cùng này. Đẹp quá. 36 cho em này, đấy khoác đẹp lắm luôn, 36 cho em này. 80.000 thôi tình yêu ơi. 80.000 nhanh lên, ai nhận được cái áo này cực kỳ đẹp. Nguyễn Ngân Khánh này. Đây lên cho em một này. Đây. 80. Ừ, mã này nữa này. Ai? Thôi. Mã này đẹp lắm này, đây. Ôi trời ơi, cái này cũng 80.000 cho em này, thực sự mọi người mà chốt được cái này quá xuất sắc luôn đây. Lót bông này, hàng rất đẹp nhá. Mã này mọi người dưới 50 cân mặc đẹp cho em này. Đẹp lắm, lắm của lắm luôn. Ai dồn đơn mã này thì dồn nhanh tay lên, không hơi bị hối hận này. Nỉ trần bông hàng hãng này. Cái này còn sót bởi vì sao, bên kia họ kiểu như họ để cho em được 1-2 cái hàng hãng thôi ấy. Còn giá này của nó cũng mấy trăm tệ mà 37 cho em này. Dưới 50.000 này. Bao nhiêu đây, mã 37 cho em này. 80.000 này. 37 cho em 80.000 nữa các chế ơi. 37 cho em. 37 cho em 80.000 thôi ạ. Rất là xinh luôn. Anh đưa cho em mốt mấy cái áo kia đi anh. Trời ông này, mã này còn sót này. 37 cho em này. Cái áo kia nữa, đưa mấy cái áo đưa nốt thì đưa luôn đi. 37 Nguyệt Quế có hàng đúng không? Đẹp quá. Ok. Cái này em còn sót, ôi dồi ôi, ai mà nhận cái áo nhũ này của em rồi thì biết này. Cực kỳ đẹp luôn, nhũ này không có bán và xả cho em luôn này, 70.000 một cái này. Nhanh tay thì còn 80 này, cái này còn 70.000 này. Mã nhũ này ai mà nhận thì biết này. Em không quảng cáo luôn, bởi vì quảng cáo xong rồi không có hàng bán, đập mặt luôn. Cái nhũ này về không thể về thêm được, bởi em lấy quá rẻ. Cái này còn đúng một chiếc, em sót xả cho mọi người 70.000 này. 38 cho em và nhanh tay thì còn 38 cho em này. 70.000 này, áo nhũ này rất đẹp, rất đẹp luôn mọi người ơi. Nhũ siêu đẹp luôn cho em, trời ơi, đẹp lắm mọi người ơi. Winnie Sunny này, còn áo khoác này còn sót một chiếc cho em thôi, cái chiếc này em để lại mặc đây. Bao tiền 70 à? Ừ, cái chiếc này chẳng lẽ lấy này, đều chiếc đẹp quá luôn này. Cái này còn một chiếc cho em 90.000 này.
39 cho em 90.000. Hôm qua ai mua cái áo này chưa mua được thì chốt nhanh lên này. Chất siêu phê khoác cardigan thôi nhưng mà chất của nó rất là mịn nhá. Bao nhiêu đấy? 39 cho em này. Còn đúng một chiếc 39 cho em, 90.000, xinh lắm luôn. 39 cho em này. 39 cho em này. 90.000 này. Yến Lê dồn đơn này. Ok, Yến Lê dồn đơn này. Hết thêm mã này. Nào thì combo cho em còn được ít thôi, em bán nốt cho mọi người. Lên cho em. Trời ơi, cái áo này đẹp lắm, nó là dáng váy. Trời ơi, cái váy đỏ này hay là đổi váy đỏ lấy váy đen nhỉ? Váy đỏ đẹp hơn hay váy đen đẹp hơn này anh? Nhưng váy đỏ mặc sợ béo lắm, nhưng váy đỏ này xinh. Váy đỏ này chụp ảnh xinh, cái váy đỏ này cho em 99.000 này. Cái váy đỏ này dáng ôm body chất cực kỳ phê luôn này. 40 cho em 99.000, nhanh tay thì còn này. 40 cho em 99.000, em giữ một cái đen mặc được cái đỏ này thôi. 40 cho em này. Ai cũng mặc vừa luôn, cái váy này chất rất là đẹp. 40 cho em này, 99.000 một cái váy len này. Ai mà nhận cái váy này chỉ ưng thôi, chất rất mê. 40 cho em, 40 cho em. Đẹp lắm mọi người ơi. 40 gọi là siêu phẩm luôn đấy các chế. Cái mã này còn top này. 40 cho em, 40 cho em. Một cái mã này 99.000. Anh lên cho em này, 40 cắt tình yêu chốt cho em đủ đơn nhá. 40 cho em này. Hiền 40 đen. Cho em này. Hiền 40 đỏ chứ. Hiền ơi, có đỏ. Hiền ơi, không có đen đâu. Hiền này có lấy không? Bởi vì mã đỏ này xinh lắm. Trời ơi, em còn định đổi đỏ đấy mọi người. Đây combo hai cái vừa bán vừa tặng này. Vừa bán vừa tặng luôn mọi người, chia sẻ cho em. Trời, áo này là hàng hãng đấy. Cái áo mà lúc mà mọi người mua lúc đầu bị cắt tác luôn này. Hàng hãng không nè. Trời ơi, xinh chưa? Hàng hãng đấy, chia sẻ lên cho em combo đi xem có lấy đầy lượt view nào không. Chia sẻ 10 lượt cho em này, combo một áo đỏ một này bán cho em 101 luôn, rất là rẻ. Yêu áo này hàng hãng của em đây mọi người. Có tác các thứ xịn luôn này. Ôi, mã này quá xuất sắc luôn. Hàng này thôi, cái áo này chẳng như để mình mặc này. Vừa nãy em bán cho mọi người là hàng cắt tác hết cho mọi người. Các chê hàng rất đắt luôn. Thôi mã này chẳng như này. Của chị Quỳnh đi, hiền hiền. Thôi má, trời không có đổi đâu, bởi vì em béo lắm luôn á. Hàng này hàng của Cát Chê này, chia sẻ 10 lần cho em bởi vì hàng này rất đắt. Áo của Cát Chê nó là một trong những hàng hãng nổi tiếng của Trung Quốc luôn. Nếu như mọi người mà search trên Cát Chê trên mạng ấy, mọi người sẽ biết là một trong những hàng hãng nổi tiếng của Trung Quốc luôn này. Và có tác mác đàng hoàng nhá. Còn cái áo đỏ này thì khỏi nói luôn rồi. À, mình nhận được cái áo đỏ này chỉ có mê luôn. 40 để Nguyễn Văn Khánh nhá. Ok, 40 để Nguyễn Văn Khánh này. Mấy tiền đấy? 99.000 thôi. Đẹp quá, Nguyễn Văn Khánh này. Combo này cho em chia sẻ 10 lần, comment của em 10 lần. Áo này hàng Cát Chê rất đẹp luôn này. Chẳng em giữ lại mà. Chia sẻ 10 lần cho em để em tăng đẩy view lên cho em cái. Không mọi người, để cho em view ảm đạm này à mọi người ơi. Trời ơi mọi người ơi, bao nhiêu lượt chia sẻ cho anh xem của em, check bao nhiêu chia sẻ rồi. Máy chạy anh đâu vậy? Nhanh tay cho em chia sẻ 41, chia sẻ 10 lần cho em hàng Cát Chê rất đắt. Trời ơi, áo này em định giữ lại mặc. Em order của nó, một cái mã của nó với áo của nó thôi. Mọi người sờ mọi người sẽ biết này. Mọi người sờ mọi người sẽ biết này. Đẹp xuất sắc luôn này. Cát Chê mọi người xem trên mạng mọi người sẽ thấy nó là một trong những hàng hãng của Trung Quốc luôn này. 41 cho em đúng không? 41 cho em chia sẻ 10 lần hộ em, comment hộ em 41 10 lần 110 này. Đẹp lắm luôn. Trời ơi 40 hết rồi. 40 mọi người ơi, 40 hết rồi cho em. Xinh lắm luôn. Trời ơi mạng lag này, xem máy tính còn lag luôn hả? Có chứ không, xem máy tính đâu lag đâu. Mạng của mình bị lag. Ừ, mạng của mình bị lag nhờ. Sợ dã man luôn. 41 ok này, chốt Winnie Sunny cho em này. Winnie Sunny cho em này. Tình yêu em bảo này, cái đơn vừa rồi của chế là Winnie Sunny em gửi là chưa có ấy đâu nhá. Chưa có cái áo mà em đùa chị đâu nhá. Sang đơn sau nhớ. Đây em nói ham không? Đây hai cái này đây cũng vừa bán vừa tặng cho em 100.000 hai cái này. 41. Ừ, cái này hai cái này, một cái áo này rất đẹp, mọi người mặc trễ vai cũng xinh, màu này ở ngoài nó sáng hơn. Đây chia sẻ lên cho em này. Combo này cũng 100.000 cho em hai cái len, len đẹp luôn. Len này mọi người nhìn nó em này, đẹp xuất sắc luôn này. 100.000 hai cái cho em này, chất rất đẹp luôn mọi người nhá. Chất siêu phê luôn, 100.000 hai cái cho em, nhanh tay thì còn mọi người ơi, nhanh tay cho em. 100.000 hai cái cho em. 100.000 hai cái cho em nhá, nhanh tay giúp em. Bán bao nhiêu đây? 42 cho em, 42 cho em này. 42 cho em, mạng hơi lag đúng không mọi người? 42 cho em này. 42 cho em, cô mua 100.000 hai cái luôn, cực kỳ xinh. 42 này, ok. 42 chốt cho em đi Tú, 42 cho em này. 42 ok, Đặng Nguyệt Heo này. 100.000 luôn này. Ok, hết cho em luôn bạn này. Đây còn một cái khoác cuối cùng nữa này, anh ơi lấy cho em tập bên kia nỉ nhá, cái thứ đi áo nỉ đi. Nào bây giờ bắt đầu với mẫu 1 này. 42 là chả nhớ bao nhiêu tiền đâu. Đây. À 42 100.000 đây, cái áo khoác này ai mà lấy được thì biết này, chất rất đẹp luôn này. Mọi người mặc cái mã này cực kỳ xinh luôn, 99.000 cho em luôn này. Áo này đẹp lắm luôn đấy mọi người ạ. Còn cái gì? 170. Cái này còn cho em là còn một chiếc cho em này, 99.000 cho em này. 99.000 cho em này, rất đẹp này. 99.000 khoác này ai mà em chẳng quảng cáo nhiều đâu. 43 cho em đúng không? 43
499.000 cho em. Trời ơi, 4399.000 cho em này, 4343 cho em nhá, 42 em hết rồi. Và 43 cho em này. 43 cho em 99.000. 43 cho em này, sau đó lên cho em một combo rất đẹp. 43 cho em, đẹp xuất sắc luôn này, combo hàng váy của ấy này, lắm luôn. Combo này đẹp quá, trời ơi, ai mà nhận combo này, áo của nó chất cũng thích này. Phong dáng rộng của người mặc sơ vin nhá, rất xinh này. 343 chốt cho em này, cái áo này đẹp quá. 43 nhanh tay cho em này. Mã 43 nhanh tay giúp em. Trời ơi, mạng của em ơi, cứu em với. Hôm nay mạng của em ơi. Lê Tâm cho em này. Lê Tâm xin số ra này. Trời ơi, 43 Lê Tâm cho em này. Lê Tâm xin số lại cho em này. Mã 44 cho em này. 44 cho em một cái chân váy bò này. Chân váy của em thì quá hot rồi. Trời ơi, hàng Quảng Châu, một cái chân váy cúc này. Em thật một người chân váy cúc, mọi người ra ngoài shop nha. Thôi. Trời ơi, cái form này cho em mọi người tầm khoảng 48 cân mặc ok, 48 49 cân mặc cho em set này nha, 100 một set không nói nhiều ạ. À. Trời ơi, đây set này đẹp lắm. Riêng cái áo phông của nó thôi mọi người đã thấy cái chất của nó đang hàng đẹp rồi mọi người ạ. À. Mã phông này rất đẹp luôn này. Lên cho em một set này 100.000 này. Một set này 100.000 cho em. Đẹp lắm mọi người ơi. Mã bao nhiêu nhỉ? Màu mấy nhỉ? 44 cho em 100.000 nè. 44 cho em. 49, 48, 49 cân nhá. Heo xinh này. 100.000 cho em. Ok hết cho em. 45 cho em này. Heo xinh ở đâu đây? Mã 45 cho em một cái váy này. Ai chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Ôi cái váy này form đẹp xuất sắc luôn này. Váy ba lỗ nhưng em phải nói thật mọi người công nhận một điều, cái váy ba lỗ này cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn thấy form váy cho em này. Chia sẻ lên cho em ăn váy này. Chia sẻ lên cho em ăn váy này. Em bán cho mọi người là 85.000 rất đẹp. Còn shop duy nhất một chiếc thôi ạ, 85.000 váy len co giãn này gần như chị nào mà cũng được. Ai mà nhận cái váy này thì quá đẹp luôn. Mọi mặc bên trong sơ mi cũng đẹp nhá. Nó gần như là một cái kiểu dáng váy ba lỗ, mọi người mặc áo len cao cổ bên trong cũng đẹp. Chia sẻ lên cho em mọi người, hộ em là chia sẻ lên cho em, tăng tương tác cho em. Em sẽ bán giá cực kỳ yêu cho mọi người phải chịu chưa, khó chia sẻ cho em chứ mọi người ơi. Mã bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây? 4 mấy? 45 cho em này, lên cho em cọc đi anh. Còn cọc không? 45 cho em này. Phương Hà có hàng này. Phương Hà cho em này, 85.000 cho em, ok đó chị. Phương Hà cho em này, lên cho em một mã nữa mọi người chia sẻ để em lên cái dạ này đẹp xuất sắc. Lên dạ với cả lên gì nữa, anh xem có vest trước gì không? Đây. Cái này cho em là một cái mã áo dạ này. Cái này form dáng dạ, form to cho em nhá, 150.000 này. Dạ này bán rất đẹp luôn, dạ này em nhập cực kỳ cao. Cái dạ này còn sót một chiếc cho em thôi, 150.000 này, form 50-55 cân cho em nhá. Dạ này màu đen này, ai nhận được cái dạ này chịu ôm. Mọi người nhìn cái dạ này, một cái công quần chuyển rất là đắt rồi. Bởi vì sao dạ này nó to ấy, mọi người mặc cái công quần chuyển thì nó cũng ấy, phải rất là cẩn thận ấy. Thế nên là mọi người chốt cho em 40 mấy nhở, 46 đúng không? 46 cho em này, 150.000 này, 50-55 cân mặc đẹp nhá mọi người. 46 cho em này, trời cháo này vẫn sót này. 46 cho em, đẹp xuất sắc luôn. Em có bệt vai không? Em có bệt vai tình yêu ơi. Bệt vai này chia sẻ ok Hà Phương Thúy nhưng mạng em vẫn lag nhở. Giật ý. Không có cọc à? 46 cho em. Trần Thu Phương ơi, có nhớ Trần Thu Phương mà. Chắc chắn mua hàng của em nha. Em không chốt cho khách xỉ, à không chốt cho khách chốt xong rồi xả hàng đâu ạ. Hà Vũ Thu Hà ơi, có bệt vai nhưng mà tình yêu từ từ nhá. Bởi vì em sẽ lên từ từ theo mẫu mọi người nhá. Xem từ vừa theo mẫu này 46 không chốt cho tình yêu xả đơn nhá, chắc chắn mua hàng chốt cho em này. Dạ tay dài chứ tình yêu ơi, làm gì có dạ tay ngắn hả mọi người ơi. Dạ tay dài ok 46 chốt Lê Tâm nữa này, chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. 46 này đừng có chốt để xả tội nghiệp em nhá. 46 là 150.000 này, lên cho em một cọc nữa. Cọc này chốt vừa tặng cho tình yêu luôn này. Má này em nói thật mọi người luôn, ai cũng thích luôn, nhân viên em còn bảo là rẻ quá. 48.000 cho em len này, mọi người chia sẻ lên cho em nhá. 48.000 cho em một cái len này rất đẹp này. 48.000 cho em cái len này, mọi người mặc cái len này chất mỏng thôi. Mã 48 cho em một cái len này, 48.000 cho em một cái len này. Trời ơi, đây còn mấy chiếc nữa, đúng là như còn cọc này hết sạch đúng không? Còn mấy chiếc này. 48 các tình yêu chốt cho đủ đơn đi mọi người, mua một cái áo len 48.000 thôi. Trời ơi. Ok chị Lan Anh ơi, Quỳnh Nhi ơi có đấy tình yêu này, 48 cho em. Ai ơi đừng bật quạt. Bật quạt không có mùi lắm. 47 em hết rồi. 47 là cái gì nhỉ? Mã này 48 47 đấy. Mã này 48 cho em này, ok này. Đặng Nguyệt Heo, ai chưa chốt được cho em này, Đặng Nguyệt Heo cho em này. Có 48.000 thôi này, ok mã 48, 48.000 luôn này, Kiều Thu này. Ok 48.000 này. Mã này 48.000 cho em, chốt cho các tình yêu dùng đơn nhá, ok chốt cho Bi Ruby một cái này. 48.000 cho em này, ok này, mã 48 chốt cho Ngọc Huyền một cái này.
48.000 một cái len này. Trời ơi, mọi người mua, mọi người về, mọi người mặc ở nhà thôi cũng được ý. Mọi người mua, mọi người về, mọi người mặc ở nhà thôi cũng đẹp luôn ý. 48 heo sinh có hàng này. Chốt cho các tình yêu đủ đơn cho em nhá. 48.000 bởi vì mai em đi lễ nên là hôm nay em live stream muộn một xíu. 48 cho em này. 48 chốt cho em này. 48.000 này. Chị Quỳnh Nhi cho em này. Ok, 48 Quỳnh Nhi cho em còn đúng 3 chiếc nữa thôi. Các tình yêu nhanh tay cho em, Ngọc Huyền có hàng rồi. Ok, 48 này, nhanh tay cho em mọi người nhá. 48 nhanh tay cho em này. Giang Thanh có hàng này, xin số điện thoại Giang Thanh này. Còn đúng 2 chiếc nữa thôi mọi người nhá, nhanh tay cho em. 48 này Giang Thanh cho em này. 48.000 này. Ok, 48 B Ruby có hàng rồi nhá. 48 còn đúng 2 chiếc thôi, 48.000 một cái len này. Nhanh tay giúp em mọi người ơi, 48 này. Mọi người ơi, ỉn pin dồn đơn này, còn một chiếc cuối cùng này. Ỉn bi này. 48.000 này. Ok, 48 của một người cuối cùng nữa, các tình yêu chốt trong dồn đơn cho em này. Lên nỉ với lên len cho em nhá, nhiều mẫu lắm luôn ấy. Chốt cho các tình yêu đủ đơn. Đủ đơn cho em này, đưa cho em mấy cái cọc len với nỉ đấy. Toàn mẫu một anh ạ. Ỉn pin dồn đơn rồi này. Ỉn bi rồi, ỉn bi. Ai chưa đủ đơn cho em này. Đồ đây lên nỉ cho mọi người đây. Khoác nỉ với cả len cho mọi người đây, toàn cọc khoác đẹp không. Cái mấy cái khoác này ở dưới anh chốt thêm vào một cọc đi. Khoác này hôm trước chị nào cũng chưa chốt được cái chốt cho em nhá. 48 đơn Linh Ca đi rồi mọi người ơi. 48 chốt cho em này, chắc chắn mua hàng chốt cho em, đừng chốt để xả mọi người nhá. Đây cho em khoác nỉ này. Ui. Ok, Nguyễn Phương Yên, Nguyên Phương. 49 Huyền Putin này. Đơn Huyền. À 48 đúng không? 48 chứ, Huyền Putin ơi, ban này 448 mà. Ừ em không nhìn thấy luôn ấy, khổ thân em lắm. Trời ơi may mạng ơi. Đây này. Một cái mã ra khoác Ruby có số chưa vậy? Bi Ruby, xin số điện thoại Bi Ruby cho em này. Kiều Thu ơi có sáng hè đấy, cái áo này chắc là rất là thích này. Ai? 48 chốt cho em là Kim Phương à? 48 Kim Phương này. Kim Phương xin số ra. Ờ Kim Phương cho em này. Đây. Mã này cho em này còn sót mấy chiếc thôi mọi người ạ. Kho còn mấy chiếc thôi. Trời ơi đẹp lắm. Anh ơi lấy cho em cái áo này đi, còn mấy chiếc ở dưới này này. Rất đẹp này, 58.000 cho em khoác bên trong lót ra vào rất đẹp, 349 cho em này. Vừa bán vừa tặng luôn, khoác này khoác nỉ. Eo ơi mọi người nhận hàng mọi người mê luôn ấy. 48.000 à, mã này là 49 cho em này. 58.000 này, đẹp xuất sắc luôn. Kim Phương xin số điện thoại. Kim Phương cho em này, mã này dáng dài nhá. Mã này bao nhiêu đây? Đẹp quá trời ơi. Nhanh tay cho em, mã này có 58.000 thôi này. Mã 49 cho em này, mọi người mặc cực kỳ xinh này. Đẹp xuất sắc luôn. 49 rất là đẹp, khoác khoác nỉ cho em nhá. 49 tặng Nguyễn Heo có hàng này. 49 tặng Nguyễn Heo có hàng cho em này. 49 chốt cho em này. Ok ok 49 này. Anh ơi còn mấy chiếc lấy nốt cho em. 49 Đặng Nguyễn Heo có hàng này. 49 Đặng Nguyễn Heo, 49 Quỳnh Nhi này có 58.000 thôi mọi người ạ. Có 58.000 nếu khắc nỉ thôi. Em mặc cho mọi người rồi đấy. 49 Đặng Nguyễn Heo, 49 Quỳnh Nhi, 49 Bin Ruby này. 49 này, anh lấy hộ em với Đặng Nguyễn Heo này. Dưới này anh này. 58.000 này. 49 này Bin Ruby này. Còn đây anh để ý không? Bi Ruby này. 58.000 này. 49 này Quỳnh Nhi này. Quỳnh Nhi cho em này 58.000 này. 49 chốt cho em này. Mà 49 cho em này. Ok 49 chị Duyên Nguyễn dồn đơn này. 58.000 này. Ok. Thế cho em mã này nhá mọi người ơi. Đây lên dạ bộ nó này. Đẹp lắm luôn. Đây này. Toàn hàng đẹp thôi, nhưng mà mẫu này còn một ít thôi, không có nhiều đâu. Trời ơi, cái này đẹp quá, 80 cho em này, nhanh tay thì còn này. Nó là dáng váy nhá mọi người, ủa đẹp lắm ý. Cái này em trả nhà em giữ lại này, bên trong lót lông này, mai em đi Sapa đấy mọi người. Mọi người ở đâu khách sạn ok, mọi người review cho em đi, mai em đi Sapa mọi người ơi. Mai em đi Sapa, cái chị tình yêu ơi. Mọi người ở khách sạn nào mọi người review cho em đi, mấy giờ rồi anh? Bây giờ 9 giờ 5 phút thôi. Mai em đi Sapa các chị ơi. Mọi người ở khách sạn nào mọi người review giúp em đi. Mai em đi Sapa các chế. Đây. Hôm nay mờ lắm. Ừ mạng sao thế, khổ thân chưa. Nhanh lên. Ủa cái này quá xuất sắc luôn này. Thôi cái này chả bán, nó đẹp lắm. Cái đẹp thực sự đấy anh ạ. Đây này. Cái này đẹp chưa. Hàng Quảng Châu luôn này, nỉ lót bông này. Cái hàng cao cấp luôn. Em bán còn 80.000 một cái. Mà 50 đúng không. 50 Giang Thanh này. Chắc chắn chốt giúp em nhá. Giang Thanh cho em này. 80.000 này. Ok này. Đây nữa này. Anh lên tiếp cọc cho em đi. Cọc cơ mà anh. Thế lên bình thường vậy đây này. Ok
cái áo này nữa cho em này. Cái áo này cũng rất là thích này. Nhưng mà vì cái form này của nó, em thấy cái áo này của nó vừa bán nó tặng cho 58.000 một cái nhá. Cái áo này rất đẹp này, mặc cực kỳ sporty luôn đấy mọi người. 58.000 cho em này, đẹp lắm luôn mọi người ạ. Đây, nhanh tay thì còn này, 58.000 nó không dày đâu nhá. Nó là dáng nỉ mỏng nhá, nên em bán cho mọi người là 58.000 này. Nhưng mà tính về muộn đấy An ơi. 58.000 cho em là bao nhiêu đây? Mã 51 đúng không? 51 cho em 58.000 này. Nó giống kiểu Adidas rất đẹp luôn ấy. 51 cho em này, 58.000 này. Form khoác rất xinh mọi người ơi, nhanh tay ngay cho em. Vụ toàn hàng đẹp thôi này. Cái này còn có một cái combo. Hàng trần cho em này đây. Áo nam này mọi người ơi. Bởi vì sao cái cọc này em lên Finish Gear thì người ta để cho em, bởi vì là sao, bởi vì là hàng cao cấp thì xả mà cái nam màu rêu cho em này. Màu rất đẹp luôn này. Cái nam này là màu rêu cho em này, cực kỳ xinh luôn. Riêng cái màu nam này ai mà biết, cái chất của nó rất đẹp. Form dáng rộng cho em nhá, bác này mọi người tầm khoảng độ 70 75 cân mặc ok cho em. 70 75 cân cho em này. Bác này bán cho các anh mua này, bình thường bán rất đắt nhưng bác này bán cho em là 85.000 này. 52 cho em 85.000. Anh nào nhận được cái áo này rất đẹp luôn, kiểu nó rất xinh luôn, màu rêu, trẻ trung lịch lãm. 85.000 bán cho các anh luôn này, bao nhiêu đấy? Bao nhiêu? 52. Bao nhiêu? 52 cho em này, 85.000 này. 52 cho em rất là đẹp. 52 cho em 85.000 cho em. 52 cho em 85.000 này. 52 cho em 85.000 ai? Ok, chúc tặng với theo cho em đúng không? Lên tiếp cho em đi Tú. Ok. Mấy cái dạ cho em ít nào, thì dạ ở bomber này. Đây này, có gì? Đây còn cái này. Đây còn sót 3 chiếc cho em này. Hộp chụp bán hết sạch luôn mà vẫn còn sót này. Hàng hoãng hoa hồng theo cho em này, vừa bán vừa tặng cho em này. 55.000 cho em này. Rất đẹp luôn, cái này là form dáng rộng nha mọi người nha. Nó là kiểu áo nỉ bomber ấy mọi người. Áo nỉ bomber là form dáng rộng luôn mọi người nha. Áo nỉ bomber form dáng rộng cho em này. Áo nỉ bomber form dáng rộng cho em này. Rất đẹp mọi người nhá. Áo nỉ bomber nó là form dáng rộng như này này. Xinh kỳ luôn đấy. Mặc với quần sock rất xinh, còn đúng 3 cái cho em bán cho em 55.000 luôn này. Cái này sót hết là không về nữa đâu ạ. Năm mấy đây, năm mấy đây? 53 đúng không? 53 đúng không? Mai 53 cho em này. Nỉ bomber đẹp lắm luôn. Chất đừng hỏi luôn ạ. Nỉ bomber chất đừng hỏi luôn mọi người ơi. Nỉ bomber chất đừng hỏi. Mẹ chứ. Úc đéo chịu được, 53 chốt cho em này. Nỉ bomber này. Bà bảo rồi là đừng có mẫu 1. Nhà mình không bán được mẫu 1 đâu. Bởi vì sao? 53 cho em này. Bởi vì sao? Theo sinh em này. 55.000 này. 53 chốt cho em này. 55.000 là chốt yên lê không giấu này. 53 chốt cho em này. Thị Nguyệt này. Hàng nỉ rất đẹp luôn, nỉ hoa thêu. Chốt cho em cái này. Thị Nguyệt này, yên lê này, với cả heo sinh này. Hết cho em. Nào lên cho em này. Đây là lên cọc của em. 53 bao tiền? Ôi 53 bao tiền? 53 là 55.000 thôi. Nào lên dạng ngắn cho bác chế này. Yên lê đúng không? Dạng ngắn em nhập cũng rất là cao mọi người nhá. Dạng ngắn em nhập không hề rẻ một tí nào đâu ạ. Dạng ngắn em nhập rất là cao. Thực ra cái dạ này, dáng dạ này của nó mọi người mặc khoác ở ngoài sẽ đẹp hơn nhá. Nào chia sẻ lên live stream cho em nha. Chia sẻ lên cho em. Chia sẻ live stream giúp em và bác chế bán cho mọi người cái dạ này giá. Dạ này mọi người mua ở ngoài không bao giờ có giá đấy luôn. Em còn mấy chiếc thôi. Xa này mọi người là tầm khoảng độ 50 nhá. Cái này mọi người có, em có 3 size này. Có một size là cho người trên 50 cân và một size cho người dưới 50 cân này. Cái size này là dưới 50 cân này. Mọi người nhá, khoác dạ cho em này, bán cho em 95.000 này. Dạ ngắn này rất đẹp. Mã bao nhiêu đây? Năm mấy đây? Comment kèm cân giúp em nhá. Đây mọi người nhìn này. Cái dạ này 54 kèm cân giúp em chị Quỳnh Nhi size S nhá. 54 chị Quỳnh Nhi này. 54 này, đẹp lắm luôn mọi người đây em nhá. Em mặc size S nhá, bởi vì dạ này nó là chặt hơn size một xíu này. Em mặc hơi bị chặt đấy. Hơi bị chặt một xíu bởi vì cái dạ này form rất đẹp luôn này. Màu xanh rêu bán cho mọi người 95.000 thôi. 54 này. Đẹp lắm luôn, màu này rất xinh này. Nhẹ nhàng mọi người nhá, comment kèm cân giúp em. 95.000 thôi. Ok. Bởi vì sao cái này nó là form dáng khoác như này nhá. Không có màu đen, màu nâu này. Bán này mặc cực kỳ đẹp luôn mọi người, khoác như này nhá. Mặc váy sau mọi người khoác hở rất đẹp luôn. Bán này 95.000 thôi. Trời đẹp lắm mọi người nhìn này. Dạ dáng ngắn này. Ok chị Ngọc Bích này, 55 cân này. Mã 54 chị Ngọc Bích có hàng này. Ok Ngọc Bích cho em này. 95.000 này, ok này. Mã 55 chốt cho em là 55 à, 54 à. Thu Đỗ này. 95.000 này. Mã 54 chốt cho em là Ngọc Huyền này. À chết nhầm, tặng Nguyễn Heo này. Và Ngọc Huyền em hết này.
đẹp lắm. Dạ này form dáng nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Ờ 54 chốt cho em là Đặng Nhột, Đặng Nguyễn Heo và Ngọc Huyền này. Đẹp quá. 54 này chốt Đặng Nguyễn Heo này. 595 này. 54 chốt cho em là ai nữa nhỉ? Ngọc Huyền này. Đặng Nguyễn Heo, Ngọc Huyền. Cẩn thận nghe, đi hai lần nhá. 95.000 cho em này. Ok, thôi hai lần được. Ok. Đây nè. Bộ cái mã váy này, thực ra là cái này em bán rồi mọi người nhá, nhưng cái này là màu xám hơn, thế nên là mọi người chia sẻ lên cho em livestream này. Chia sẻ lên cho em này. Cái này bán cho mọi người giá như tặng luôn này, bởi vì cái mã này em nói thật luôn mọi người này. Nó là dáng áo váy như này, nỉ dáng pha váy, nói chung là nó là hot mấy năm nay rồi mọi người nhá. Hot mấy năm nay rồi, cái này mọi người chia sẻ lên cho em, chia sẻ lên cho em này. Chia sẻ lên cho em bán cho mọi người giá cực kỳ yêu luôn, 55.000 này. Rất là rẻ luôn, em bán một cái này em còn là lỗ luôn, bởi vì nỉ, mọi người biết là cái nỉ dáng váy này rất là hot mấy năm nay rồi, em mặc cho mọi người xem. Nỉ dáng váy này, mã này chờ mọi người nhìn không ạ, đây ạ. Đây là bên trong của nó là dáng váy nhá, nỉ dáng váy như thế này. Cực kỳ xinh, nói chung mọi người mặc ở nhà cũng được, bởi vì có 55.000 thôi mọi người này, mã bao nhiêu đây? Ừ, 55 cho em mã 55, 55.000 luôn này, rất đẹp luôn này. Có đủ size nhưng mọi người mặc nỉ thì trung bình mọi người mặc form rộng hơn một tí cho em nhá, bởi vì nỉ mà xinh chưa? Mã 55 cho em. Mã 55 cho em này, mã 55 cho em, mã 55 cho em. Chắc chắn mua hàng cho em này, 55 cho em này. Bi ruby này nỉ rất xinh nhá mọi người, mặc ở nhà cũng được này, mặc ở nhà quá đẹp luôn. 55 có 55.000 này. Nó 55 cho em này, chốt cho em Hải Yến này, Hải Yến gì đây trời ơi. 55.000 cho em này, ok này. 55 chốt 55 cho em. Huyền Phạm này. Huyền Phạm cho em này 55.000 này. Mã này mà dáng nỉ rất xinh nhá mọi người ơi. 55 chốt cho em này. 55.000 này. Cực kỳ xinh luôn, Hải Yến có hàng Hải Yến này, chị Hải Yến ở đâu đây tình yêu ơi. Áo nỉ này rất xinh mọi người nhìn thấy không? Nỉ này mặc cực đẹp, mọi người mua về mọi người mặc ở nhà thôi bởi vì nó có 55.000 thôi này. Áo nỉ này mọi người những cái ngày mùa đông mọi người mặc bên trong cho em có legging. Trời ơi Huyền Phạm xin số thay Huyền Phạm cho em. 55 cho em mọi người mặc ở nhà xinh chưa? Mọi người mặc thêm quần legging thôi, tự nhiên thành trẻ ra mấy tuổi luôn mà có 55.000 một cái áo nỉ thôi. Hải Yến này ở đâu mua hàng bao giờ chưa? Hải Yến này ở đâu đây mua hàng nhé em bao giờ chưa tình yêu ơi? Tình yêu mua hàng nhé em bao giờ chưa? Ngay nỉ cho em này. Anh cứ từ từ, anh ơi làm cái gì anh cứ sồn sồn lên đấy. Cứ từ từ thôi. Huyền Phạm đi xuống thoại, Huyền Phạm này chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. Hà Nội à, chị Hải Yến ở Hà Nội à. Đây, một áo nỉ đẹp quá này, 80.000 này. Hôm nay cái nỉ này sale cho em luôn này. Ngọc Bích vừa nãy chưa có số đâu. Rất là đẹp này, Ngọc Bích ơi, mọi người thông cảm của em, mọi người mua hàng, mọi người cho em xin số điện thoại cái. Trời ơi, mọi người mua hàng xong mọi người không cho em để số điện thoại là em hơi buồn rồi nha các chế. Đây này, một áo nỉ cho em 80.000 nỉ này, nỉ lót bông này, hàng cao cấp luôn mọi người, nhanh tay thì còn đúng một chiếc thôi. Trời ơi, nỉ Quảng Châu này bao nhiêu đây ạ? Còn một chiếc cho em này. Bao nhiêu đây? 56 á. 56 cho em này, 80.000 này, ok 56 này. Nỉ lót lông đẹp lắm luôn này. 56 cho em này. 56 nhanh tay cho em, 56 80.000 cho em. Ok 56 chốt cho em này. Trời ơi, Thúy Huyền Phạm ơi, Huyền Phạm có số điện thoại không ạ? Thúy Linh ok, Thúy Linh này. Ok, mã này hết cho em. Đây, lên cho em cái này. Dạ. Lên cho em một mã này, anh Hạnh hỏi em cái ấy cái. Hỏi cái gì? Một cái mã áo này rất xinh này, từ từ. Một cái mã áo này rất xinh này mọi người ơi. Mã này từ siêu đẹp luôn mọi người nhá, nỉ cho em này, hình như không biết là bên trong của nó anh nhìn của em xem. Từ này cái này nó, cái này của nó anh xem ta. Cái này là của nó là tay buộc nơ mọi người nhá. Xinh quá. Sau vườn hẳn. À đây tay buộc nơ nhá, không biết là đằng sau này xinh chưa. Màu này siêu xinh luôn, tay buộc nơ cho em. Kiểu rất độc mọi người nhá, mã 50 mấy đấy. 57 cho em này, rất đẹp mọi người nhá, 57 cho em. Huyền Phạm nếu không xin số thì xả luôn nè. Huyền Phạm từ sau vào chốt, không bao giờ chốt cho bạn đến, nhớ avatar bạn đến xem bạn đến ở đâu nhá. Ủa sao chốt không bao giờ chốt cho bạn nhớ nhớ. Mã này mọi người mặc xinh không? Mặc với chân váy rất đẹp này, mã năm mấy đấy? 56 3 tiền đấy. Chả nhớ đâu, 56 là 80.000 à? Ừ đúng rồi. Còn một mã này áo nỉ rất đẹp, anh xem đằng sau của nó không? Em vừa nhìn thấy xong, anh xem đằng sau của nó sao không? Ok đúng không? Bởi vì em sợ là nó ấy ấy, mình anh không để ý ấy. Anh ơi, anh mượn cái nước đi, anh xem có nước chưa? Ở nhà vệ sinh đang bị hỏng. Hello anh chị, hello anh. Mã 56 chốt 56 cho em cái chế. Áo này rất xinh. Cực kỳ đẹp. 50 mã 56 57 nhở. Trời mã này xinh quá, mặc với chân váy hay mặc với quần legging cực kỳ xinh nhá. Kiểu này đúng kiểu baby cute luôn đấy cái chế. Kiểu này đúng kiểu baby cute luôn. Trời ơi, hàng mới hóa đây mượn cọc này.
máy đi nào. Thể luôn em thật sự đang luôn ấy, là em ứ tận cổ luôn ấy. 56 là 80 đúng không? Ừ. Mã 57 này, 57 chốt cho em vừa bán vừa tặng cho em luôn này, 75.000 một cái này. 57 Hải Yến dồn, ok. 57 Hải Yến dồn cho em này. Ừ. 57 là Hải Yến 5 dồn cho em này. Ơi, chỉ có 75.000 thôi, ai đẹp quá. Mọi người em không thể nào chụp được nữa rồi, em buồn ngủ quá. 57 chốt cho em này, Hải Yến cho em này. 75.000 cho em một mã này nhá. 57 chốt cho em Hải Yến này. Lên cho em cái này, đây là một cái mã áo mà em rất là thích từ đợt đầu luôn này. Cái này chẳng nhẽ lại. Cái này chắc là không có bán luôn, cái này đẹp lắm luôn đấy mọi người ơi. Áo này nam nó đền mặc hết, nhưng nó là dáng unisex này. Mã này bán cho em là 95.000 một cái. Anh yêu em Hải Yến này. Nhét hộ em, nhét hộ em. Đây, mã này chốt cho em. Ôi, mã này đẹp xuất sắc luôn này. Form này là hàng dáng rộng nhá, không phải đâu. Món này là sao form dáng rộng, thì nhiều người thích mặc form. Cái này áo này thành váy cho em thì mặc này. 95.000 cho em thực sự cái mã này mọi người, mà không chốt em cũng giữ là em mặc luôn. Chất rất dày, form cực kỳ đẹp luôn. Mã này 95.000 cho em, còn sót một cái cho em nhá. Còn sót đúng duy nhất một cái cho em thôi. Form dáng váy nó là form dáng rộng 50 mấy nhờ. Mọi người comment quá luôn mà bà này không nhìn thấy, khổ thân em. 58 đúng không? Nguyễn Nhân Thành có hàng 58 Nguyễn Nhân Thành này, áo này rất là đẹp luôn này. Hàng cao cấp luôn, nhìn mát này. 58, 95.000 cho em này, ghi Nguyễn Nhân Thành cho em này. 58 Nguyễn Nhân Thành cho em này. Mua đem vứt đâu ấy nhờ. Anh vừa đem á. Ok, lên tiếp cho em này, combo áo len cho em này. Đây, cái mã này mọi người giải vía nốt cho em đi. Cái màu này mọi người nhận ở ngoài, mọi người thấy màu này màu kem siêu sang chảnh luôn này. Bán vừa bán vừa tặng cho em, mã này bán cho em 68.000, đẹp lắm luôn đấy mọi người ạ. Đây, màu này rất là đẹp, 68.000 cho em này. Màu này không đẹp không lấy tiền, mà chất này ai mà đã mua cái áo trắng của em rồi thì biết. Gọi là best seller luôn anh ơi, lấy cho em này. Bán giải vía cho em các tình yêu này. Chốt cho em luôn này, mã này rất rất đẹp luôn này. Đẹp xuất sắc chưa? Mã này gọi là phải gọi là siêu phẩm luôn đấy mọi người ạ. Nhìn này. Áo này nhìn hộ em cái chất này 68.000, mã 60 cho em đúng không? Nhanh tay thì còn này. À 59 đúng không? Đẹp lắm luôn. Anh ơi đưa cho em mượn cái cọc kia này. 59 đúng không? 59 này, đẹp lắm luôn. Anh ơi cho em cái cọc len kem kìa. Giải vía cho em 68.000 này. Kia kia kia. Cái áo đen đi anh. Đúng rồi. Đúng rồi, màu kem, nhìn màu kem mà ra. Đẹp lắm, cái áo này chất đẹp, giải vía cho em thôi chứ 59 siêu đẹp, ngọc bích có hàng này. Đưa đây. Em mượn bút, bút anh đâu? Đưa cho em cái cọc len kia kem kia đây anh. Đây thì. Ừ. Anh ngáo à? 59 xinh lắm, giải vía cho em. Trời ơi. 59 này, ôi cái cọc này đã bán đâu rồi giải vía nhở? Ôi ngáo rồi, cọc này đã bán đâu nhở? 59 nhanh tay chưa bán đâu, 59 cho em này. 68.000 chốt cho em này. Nhanh tay thì còn là Quỳnh Nhi này, mã này đẹp lắm luôn đấy mọi người. 68 này, 59 này, ngọc bích này. Ngọc bích cho em này. Quỳnh Nguyễn 2 này. 68.000 này. 59 Quỳnh Nguyễn 2 cho em này. Đơn Quỳnh Nguyễn 2 chưa đi đâu hay sao nhỉ? 68.000 này. 59 chốt cho em này. Đẹp lắm luôn này. Áo này chất hàng Quảng Châu 1.000 của em này. Ok, 59 đan đan này. Đan đan cho em này, 68.000 này. 59 thực sự là mắt em nhớ, bởi vì mắt em quên mất đấy. Cứ nhớ là tưởng là cái áo kia không phải. Mắt này ai mà không chốt hơi bị phí luôn. 59 cho em này. Biruby này. Ok, 68.000 này. 59 nhanh tay cho em mọi người ơi, hàng đẹp lắm. Trời ơi, may mạng em bị tương tác kém thôi. 59 còn sót cho em này. Chứ bình thường mà để mà đông mọi người không mua được đâu. Em thật mọi người đấy, 68.000 cho em này. Ok, chị Vũ Châu Lê này. Em bảo đẹp là đẹp ức thế ơi. Mã này chất rất phê luôn, 59 cho em. 59 cho em còn sót 2 chiếc nữa. Tính như là chưa comment này. Cái màu ngoài của nó phê lắm mọi người ạ. Màu kem này, chất này. Siêu siêu gọi là siêu siêu mịn luôn. 59 tình yêu là chưa đủ đơn, chốt cho em 68.000 một cái thôi. 68.000 một cái thôi, phê lắm mọi người ơi. Vũ Châu Lê có hàng 59 này. Mã này cho em là mã 59 này, Thúy Võ không giấu này. Thúy Võ chắc chắn nhận hàng giúp em nha mọi người nhá. Đừng có bao hàng mà tội nghiệp em luôn á. Đẹp quá, một chiếc đẹp quá. Ok, anh lên cho em xem có cái vest nào không. Vest lạ hoặc là cái ấy màu đen ấy. Bên len cũng được, cái váy len, váy liếc cái thứ đây. 59 này, ok này. Đẹp xuất sắc, nhanh tay thì còn. 59 Huyền Putin cho em này. Đẹp quá, trời ơi. Huyền Putin cho em này. Bao nhiêu nhở? 68.000 này. Đây. Cái áo đen, trời ơi, cái áo đen vừa nãy chất đẹp lắm. Ước chế, giải vía nốt cho em. Ôi ôi, em
bị cái gì ấy, mọi người à, mạng lag ức lắm luôn ấy. Đủ đơn like sản phẩm tình yêu ơi, mã này chốt cho em này. Ok, đợi em tí em tìm vest xong rồi em list cho mọi người. Em điên lắm mọi người ạ. Siêu điên luôn, mã này chốt cho em là 60 này. Một cái áo cho em hàng hãng luôn, em thề mọi người áo này rất đẹp. Mark rất đẹp, còn một cái 80.000 cho em, màu đen là màu hot hit nhất luôn này. Nhanh tay thì còn cho em một màu này. Siêu phẩm luôn, nhanh tay cho em mã khoác mỏng thôi. Mã 60 cho em 80.000, còn đúng một chiếc này em bán cho mọi người nốt hôm nay. Em nói thật mọi người, em chả hiểu làm sao livestream thì bị out ra. Đang đông đông khách thì bị out ra. Xong rồi thì này kia mạng chán, không nhìn được comment của khách. Bao nhiêu đấy? 60 cho em này, 80.000 này. 80.000 riêng cái áo này hàng hãng rồi, nó biết rồi đấy. 60 chốt cho em, nhanh tay cho em. 60 chốt nhanh tay cho em ước chế. Đẹp xuất sắc luôn á má. 60 chốt cho em. 60 cho em một cách tình yêu ới. Buồn ngủ quá, mấy giờ rồi anh? 60 cho em. Chờ Kiều Thu ok này, anh xem không? 60 này ok, 60 chốt cho em. Ai đây? 60 này. Hàng ly cho em này. Hàng ly cho em này. 60 hàng ly cho em, 80.000 này. Lên cái váy gấu cho em này. Váy gấu cho em này, 61 cho em váy gấu này. Váy gấu cho em 75.000 này. Nói chung là cái váy này hot lắm rồi, em chẳng quảng cáo đâu. 75.000 cho em này, nhanh tay thì còn này. Váy gấu cho em 75.000 này. Đẹp lắm luôn mọi người, một cái váy gấu cho em 75.000, anh đưa cho em cọc một áo nỉ cho đi. Đây, tất cả đưa hết cho em áo nỉ. Em bán nốt áo nỉ nhá. Cái này có phải áo nỉ đâu. Lên có áo nỉ cho mà. 61 này không quảng cáo nhiều tí rồi, nhanh tay thì được cái mã này thôi. Cái mã váy gấu này rất đẹp luôn này. Váy gấu này siêu đẹp. 61 này. Trời ơi đẹp lắm luôn này. Hồ Diệu Linh này. Mã 62 cho em này. 75 này, 62 cho em 80 này. Đẹp lắm luôn, trời ơi, nó là một cái váy Mickey. Nhanh tay thì còn, nó không phải là váy nỉ đâu mọi người. Nó là váy hàng hãng luôn này, hàng hãng với Quảng Châu, form dáng rộng cho em nhá. Cái này váy này form dáng rộng cho em này, 80.000 cho em này. Hàng nỉ nhưng không phải nỉ trần bông nhá. 62 cho em còn một chiếc này. Form dáng rộng nhá mọi người, form váy dáng rộng nói luôn ạ. Đây ạ, bao nhiêu đấy? 62 bởi vì hôm em chưa dọn được kho ấy tình yêu ơi. Mã 62 cho em. Mã 62 cho em này, 80.000 này. Đây form váy đây mọi người ơi. 62 cho em, đẹp lắm mọi người ơi. Ok, Nguyễn Ngân Khánh cho em này. 80 à? Ừ, đẹp lắm luôn mọi người. Tiếp cho em này, mã này một nỉ, nỉ này thì khỏi phải nói luôn này. Nỉ này là vô đối luôn này. Nỉ này bên trong có lót bông nhá. Đẹp quá. Dáng váy cho em này, nỉ này rất đẹp nhở. Form dáng rộng luôn đấy mọi người ạ, rất đẹp. Cũng 80.000 cho em, mã 63 này. Dưới tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok cho em nhá. Dưới 50-52 cân cho em này, nỉ này, quá đẹp luôn này, còn đúng một chiếc thôi. 80.000 cho em. 63 cho em, 80.000 này. 80.000 cho em này. 63 cho em, 80.000. Trời ơi, còn một cái set này đẹp chưa này. 63 cho em, 63 cho em này. Ok, Huyền Putin chắc chắn mua chốt cho em nhá. Mọi người đừng cố ý của em là đừng chắc chắn Huyền Putin này có xả một lần này. Đừng xả một lần của em nhá, xả một chiếc em xả cả đơn luôn các tình yêu ơi. Không cảm của em này. Đừng xả lần nữa nhá, cái này cho em là cả một cái này cho em là cả một gì nhỉ? Một bộ nhá mọi người, một bộ này là bộ bầu này. Hai cái quần bầu cho em luôn này, vừa bán vừa tặng cho em này. Đây, quần bầu cho em lót lông này rất đẹp. Trời ơi bầu này. Quần bầu cho em lót lông hai cái này bán vừa bán vừa tặng cho em luôn, 56.000 hai cái này. Hai cái quần bầu một quần trắng nhá, lót lông cho em luôn này, 56.000 hai cái luôn này, chất rất đẹp luôn này. Nhanh tay thì còn 56.000 hai cái quần bầu này. Em còn sót một cái quần hai cái quần lụa quần lót lông cho em luôn. Dày cực kỳ luôn, bầu lót lông nhá mà lông mịn luôn, 64 cho em này. Quần nỉ bầu lót lông này, 64 cho em này, 56.000 hai cái, chị nào nhanh tay thì được ạ. Ok, Ngọc Huyền này đẹp lắm luôn, mọi người đem đi tặng cũng xinh ấy. Ngọc Huyền cho em này, ok tình yêu. Chốt cho em nữa, chốt cho em nữa mọi người ơi. Đưa hết vòng nỉ cho em đây, một áo, một cái form dáng nỉ này. Ủa áo này đẹp quá này. Vừa bán vừa tặng cho em, hôm nay bán cho em 68.000 này. Đẹp lắm luôn này. 68.000 cho em, 68.000 cho em rất đẹp này. 68.000 cho em nhá mọi người nhá. 68.000 cho em này. 68.000 cho em một cái áo này, nỉ này. Nhưng mà nỉ này thì không trần bông nghe, nói luôn là cái nào trần bông em bảo trần bông nhá, trời ơi. 68.000 cho em này. Mã 68.000 cho em này. 668 này. Mã 68, mã 68 à? 65-68.000 này. À mã 65-68.000 này. Nhanh tay, nhanh tay cho em. Nhi Binky đúng không? Đẹp quá. Mã này Binky rất là xinh nhá mọi người. 68.000 thôi, nó không trần bông luôn ạ. Đây, ngồi lên cho em một cái len này. Len này dày dã man luôn mọi người ạ.
Cái len này rất là dày mà dáng của nó form kiểu nó rất là đẹp nhá. Len cao cổ cho em này còn sót 2 cái cho em này. Vừa bán vừa tặng cho em này 69.000 này. Len cao cổ này nhanh tay thì còn ức chế 69.000 cho em len này, nó là dáng rộng nhá, dáng váy mọi người mặc với học quần dạ đi chè. 69.000 cho em mọi người này. Bao nhiêu đây? 66 này. 66-69.000 cho em này. Len rất đẹp luôn này. Len cao cổ mọi người nhá, còn sót 2 chiếc cho em. Còn sót 2 chiếc cho em. Trời ơi. Còn thêm mày mặc gì đi chứ? À mình sẽ mặc cái con mình thì chẳng mặc cái gì cả. Đây. Cực kỳ xinh, cái này thì nó phải lấy một cái áo nâu cơ đâu. Ờ len cao cổ này 36 mấy đấy. 66 này. Hà Vũ một cái này. 66 chị Hà Vũ này. Hà Vũ cho em này. 69.000 này. Rất đẹp luôn này, 66 này. Ngọc Bích này có hàng này. Chắc chắn mua giúp em nha mọi người. Không chơi cái trò là mua xong rồi thì là chặn số điện thoại đâu nha mọi người nhá. Chơi thế là không có đẹp đâu nha các chế ơi. Hôm nay xem chị có vest nào không, nên lấy vest cho em cái. Nào anh đưa cho em mấy cọc đây, em bán hết luôn này. Mày bán hết cọc lẻ luôn này đây. Ôi dồi ôi, nỉ đẹp quá. Áo nỉ này rất đẹp luôn này. Form dáng rộng cho em, dáng áo nỉ váy này đẹp xuất sắc. Mọi người nhận cái nỉ mọi người sẽ thấy này. Vì size bảo đẹp này, bên trong của nó nhá. Nó không trần bông đâu nhưng mà mặc rất đẹp luôn này. Form dáng cực kỳ thích, nó là hàng hai lớp nỉ, hai lớp cho em này, rất đẹp này. 80.000 cho em áo khoác nỉ form dáng rộng cho em nhá, một cái cho em này, hàng xịn luôn này. Mã 67 cho em này. 67 cho em này. Ok tình yêu, trời ơi đây là cái quần hồng mà đâu phải đâu, em vạch ra đây, em đang mặc quần đây này. Đấy em vạch cho mọi người xem này. Đấy, đây là mặc quần ha. 66, mã 60 mấy đấy, từ đây em bán nốt nỉ lắm tình yêu ơi. Mã 60 mấy đấy. 67 này. 67 này Nguyễn Ngân Khánh này. Nguyễn Ngân Khánh cho em này, heo sinh xả đơn luôn đi anh. Xả cả đơn đi anh. 80.000 này. Heo sinh xả đơn, heo sinh cho em với heo sinh từ sau em không chốt cho heo sinh đâu nha. Em đã nhắc ngay từ đầu livestream rồi. Là chắc chắn mua cho em cái váy đỏ này, rất nhiều người chốt. Cái váy đỏ ba lỗ ấy anh. Bây giờ một người mua ở ngoài cái váy này để 250.000 heo sinh xả luôn cho em heo sinh đơn, heo sinh từ sau không vào Facebook em chốt nữa nhá. Thông cảm giúp em nhá, bởi vì sao? Em đã không bảo em, mọi người là em bảo em không khó tính với mọi người một tí nào, rất là dễ tính. Eo ơi bán cho một người á, thực sự á, bởi vì sao? Nói thật luôn là nói giá họng luôn mà lãi được bao nhiêu đâu mọi người, đây này những cái áo như này hoặc những cái dáng váy như này lãi được bao nhiêu đâu mọi người ơi, đây. Những cái váy dáng maxi như này rất đẹp này, mặc lên cực kỳ xinh luôn này, nó lãi được bao nhiêu đâu. Nói thật mọi người, để mà nói thực sự là khách ôm lô nhà em, nếu như mà mọi người xem livestream của em thì mọi người biết khách ôm lô của em rất là nhiều. Thực sự là chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh có xỉ không? Em bảo là em không xỉ đâu, em này em lấy cho khách lẻ, bởi vì sao? Nếu như bây giờ em nói em xỉ giá của em xỉ bằng mọi người bán lẻ, trung bình bằng một cái bọn mọi người bán lẻ thôi, thì làm sao mà bán lẻ cho mọi người được. Em bảo là bây giờ khách lẻ của em nhiều lắm, mọi người cũng theo dõi livestream của em nhiều lắm, bây giờ em bán xỉ cho các chị thì em không có hàng em bán lẻ. Thật đấy, em bảo không có hàng rẻ để em bán lẻ, bởi vì hàng rẻ em ôm được rất là ít luôn. Thế nên là thành ra là mọi người thông cảm cho em, chứ bây giờ mà cứ chọn xong rồi xỉ, bởi vì sao đây này, em cho mọi người xem, đã bảo rồi, em cho mọi người xem rất nhiều lần rồi là hàng em livestream xong là em sẽ cho vào một đống hàng to, để mai nhân viên nhà em bắt đầu gặp hàng sẽ kiểm tra qua hàng một lượt cho em. Ừ, dài len ba lỗ à Quỳnh ơi, đúng rồi đây mọi người nhìn này, đây nó là một cái đống to hơn 85.000, nó là một cái đống to hơn cả cái mặt em luôn. Ừ, cho em váy đỏ ba lỗ đi. Ừ, váy đỏ này không biết là 85 hay sao ấy, à, 85 đây mọi người đã biết rồi đấy, mọi người em cũng chẳng phải là gọi là ấy gì đâu. Ừ đấy đúng rồi, hình như thế đấy. Vài máy heo sinh rất là nhiều người muốn chốt luôn, bây giờ xả đây. Em không thể tìm được đơn của các chị ở đâu luôn ý. Thế luôn, em hôm nay ức chế lắm. Trời ơi heo sinh ơi, Quá là kiểu không văn minh một tí nào luôn đi mọi người. Đặt hàng thì mọi người văn minh một tí chứ đúng không ạ? Cho cùng chị cùng em cũng vui, chứ bây giờ đặt hàng mọi người mà không văn minh như thế này thì hơi là buồn đấy. Mọi người ạ, hơi không văn minh nên là chán là còn trả một live stream luôn ý. Ok này, nhiều mã đẹp làm cái váy đỏ đấy, hàng cao cấp. Xả hết gì? Ừ, xả hết đơn heo sinh, xả hết luôn. Không lấy đơn heo sinh nữa. Mang cho em một cái đơn của cái con Thoa Ngô ra đây. Con đấy cũng là một trong những con rất hãm. Mang đơn Thoa Ngô ra đây cho em. Em xả luôn cho mọi người luôn, nhân tiện chửi luôn. Bởi vì sao mọi người phải để ý cảm nhận của em với chứ, đúng không ạ? Em bán hàng cho mọi người, thực ra là cái giá của nó, tại sao lại Facebook của em gần như là... Bởi vì là tại sao ạ mọi người, tại sao mọi người đặt câu hỏi tại sao là chân váy ạ, tại sao lại hàng của em lại nhiều người mua như thế ạ, mà ngày nào cũng live stream ạ? Có phải là đâu đâu ạ, khách nhiều hàng đẹp chưa này, và mã xả luôn này, combo cho em, vừa bán vừa tặng cho em này, xuất sắc chưa?
ba cái này cho em này, chia sẻ lên cho em ba cái này, bán cho em 100.000 ba cái luôn này. Chia sẻ lên cho em, mặc dù em một nhập một cái, có những cái váy em nhập một cái là 100 người áo len này này. Chia sẻ lên cho em 100.000 ba cái này, cái bạn này gọi là rất là hãm luôn này. Pha ngô luôn này, cực kỳ hãm luôn này. Đây, cái này nó là dáng váy len mọi người nhá, dáng váy len rất đẹp này, 100.000 ba cái một cái len này cho em này. Một cái váy cho em này, cái mày màu này rất đẹp luôn. Cái chất len này phải gọi là siêu siêu xinh ấy mọi người ạ. Nhìn của em chất len đẹp lắm ấy mọi người ạ. Phải gọi là cực kỳ đẹp luôn này. Dáng rộng cho em nhá. Cái này dáng rộng cho em hết luôn này. Đây, cái bốc khách xả đây. Cực kỳ đẹp luôn này. Chia sẻ livestream cho em hôm nay mọi người, chia sẻ nhiệt tình lên cho em bao nhiêu đây. Đẹp lắm luôn này. Hàng áo lụa này, áo lụa này ai nhận được thì chỉ có mê rồi lên thôi. Rất là đẹp. Ba cái 100.000 cho em luôn này. Trời ơi, ba cái len 100.000. Mạnh tay lên cho em, chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Nó bao nhiêu đây? Mát 68 cho em này. Đẹp xuất sắc luôn. Mát 68 cho em này. Tìm em một túi đây rồi. Mát 68 cho em 100.000 ba cái luôn. Mát 68 cho em này. Trời ơi mọi người mua hàng mọi người quá đáng lắm luôn ý. Xong rồi cũng không thèm xin lỗi một câu. Mát 68 đúng không? 100.000 cho em này. Ai đấy? Nguyễn Thị Thanh Phương này. Không thèm xin lỗi một câu luôn ý. Như thế là em thật, em mua với ai mà em mua em ngại lắm. Thật đấy. Mình mua mình đã bảo không phải căn bản là nếu như mà và livestream có hôm nào mà em quên mới không nhắc, các chị nhỡ quên thì không sao. Nói xa xả, chửi xa xả như vậy mà các chị vẫn là không, thật sự là mọi người không yêu em, mọi người ghét em rồi. Toàn mẫu chung mọi người ơi, nào lên váy len cho em, em mua váy len với áo len mông tông ghi. Hai cái này 100.000 cho em nhá, rất đẹp. Hai cái này khách mua nhanh thì còn này, 100.000 cho em này. Đây, một cái áo màu nâu này với cả một cái tông màu nâu luôn nhá. Cái váy này quá đẹp rồi, khỏi phải nói này, nhìn em mọi người rõ luôn này. Cái váy này rất đẹp, 100.000 cho em này. Cả với combo này cho em một váy này, 100.000 cho em combo này. Nhanh tay thì còn cho em này. Đâu úp cho khách xả hàng xả luôn. Mà bao nhiêu đấy? 67 đúng không? À 69 cho em đúng không? 100.000 cho em này. Ai? Dương Nguyên này, combo đẹp quá. Dương Nguyên cho em này. Nhớ hộ em nhá, chắc chắn mua hàng cho em không, em khổ lắm ý mọi người ơi. Trời ơi mua hàng xong á. Đây này, cái váy vừa rồi này giống như cái váy vừa rồi này, nhanh tay cho em. Váy này bán cho em luôn 85.000 này. Đẹp lắm luôn, bạn ấy xả cái váy ở đây. Em nói thật người váy này em không muốn thử ấy mọi người ạ. Nhìn của em chất len này. Đây á. À cái đây 99 là cái váy đá. Cái váy này cho em 85.000 này. Ai nhanh tay thì được cái váy này. Rất xuất sắc luôn này. Lại Quỳnh ơi cho bạn khác ba bộ đó được không vì chị hơi nhỏ sợ. Ok. Cái mã này là size S mà chị. Cái hàng này size S nhưng thôi được rồi. Để cho mọi người cái khác này. 69 chốt cho em này. 69 để cho em này, Nhi Binky này. Mọi người ơi để ý hộ em nhá, nghe kỹ size hộ em nhá mọi người nhá. Bởi thực ra là em cũng rất chiều mọi người. Chỉ cần là mọi người để ý hộ em nhá. Mọi người để ý hộ em là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Ôi dồi ôi, thề luôn em đang bóng hết cả mắt ấy. Thực ra là cũng không phải kể đâu, bởi vì em chẳng kể. Em đã bảo rồi, em không bao giờ em kể khổ trên Facebook. Thấy thực ra là em bảo rồi, cái chuyện mà Facebook chỉ là một cái mạng cộng đồng thôi. Mọi người mà chia sẻ quan điểm trên đấy nó rất là buồn, nó rất là kiểu như rất là, nó là chuyện bình thường. Nhưng mà đấy là quan điểm cá nhân của em nhá. Em không em kêu khổ trên Facebook à. Bởi vì người ta bảo là xấu đậy, xấu che mà thì giỏi khoe mà, xấu che đẹp khoe mà. Chứ ai lại mình vất vả như thế mình khoe làm gì, mình kể làm gì nào thì là hôm nay tôi mệt, hôm nay tôi làm cái này, tôi làm cái kia, nó không ấy, chỉ đơn giản là mình bông đùa thôi. 10 bao hàng như này ông bông đùa chứ không bao giờ kể là ôi dồi hôm nay á, kể dài dòng lấy thế, không bao giờ có chuyện này. Em không bao giờ em kể thế nhưng thực sự đúng luôn là mắt em bây giờ đang bỏng hết cả mắt. Vì sao? Cả ngày hôm qua ngày hôm nay ngủ được có 3 tiếng đồng hồ thôi. Em vừa ngủ xong em bảo là thôi tối nay em không livestream nữa, nhưng bảo là em đã nhớ hẹn khách rồi, khách còn dừng cái việc khác lại để xem em livestream cơ. Thực sự những cái váy như này mọi người mà nhận cái váy mọi người sướng lên luôn ý. Bởi vì sao? Mua ở ngoài mọi người thừa biết luôn, cái váy này toàn phải 300-400 nghìn trở lên thôi. Em bán rất là rẻ, 70 chị thu đỗ cho em này. Nên là mọi người thông cảm giúp em nhá. Chắc chắn mua hàng chốt cho em. Em thực sự mọi người luôn chẳng bao giờ kể khổ cái gì, rất là vui vẻ. Hôm nay là mệt thật. 70 chị thu đỗ cho em này. Hôm nay mệt thật luôn ấy, 85.000 cho em này. Mua hàng em thì biết tính em rồi đó. Trời ơi đây này. Ơ cái áo này còn một cái áo dây này, dây đan cho em có chế. Mã này vừa bán nó tặng cho em kèm cái này đi. Mọi người form nhỏ cho em nhá, dưới 45 cân là form nhỏ cho em này. Rất là xinh nhá, cái mã này mọi người mặc cho em xinh cực kỳ luôn này. Em thấy như mọi người nhớ em là mặc cái form nhỏ cho em nhá, màu này cho em này. Mã này vừa bán nó tặng 2 cái 50 cho em. Một cái áo ba lỗ rất xinh mọi người ơi. Một cái ba lỗ siêu siêu xinh luôn này. Trời ơi cái này có dây đan nhá. Áo này có dây đan này. Eo cái mã ba lỗ này mặc sexy cực kỳ luôn này. Len cho em nhá. 2 cái 50 này. Len cho em luôn này, 2 cái 50 cho em này. Rất đẹp, rất đẹp luôn này. Len cho em luôn 2 cái 50.000 luôn mọi người ơi.
71 cho em hai cái 50.000 này. 71 cho em này. 71 cho em này. 71 cho em hai cái 50, nhớ là có dây mọi người nhá. 71 cho em, 71 cho em. 71 cho em 50.000 này. Eo đấy, mai đi lễ mà, mai đi lễ nên là hôm nay em phải livestream cố đấy mọi người ơi. Mai đi lễ này. Gì đó. 71 cho em các chế, 71 cho em. 71 cho em này, chắc chắn mua chốt cho em nhá các chế, 71 đẹp quá. Combo này nhỏ nhỏ xinh xinh mặc đẹp cho em nhá. Ai đây? Ờ chất đanh bị lắm, mình có một cái. Ờ mỗi tội hơi to một xíu đấy. Phiền Phạm xin số cho em, Phiền Phạm này. Bao tiền nhỉ? 50.000 hai cái thôi. Phiền Phạm xin số đi. Phiền Phạm xin số điện thoại cho em này. Quỳnh bán hàng dễ tính nhất trong những người mình biết luôn à, nên có muốn bùng cũng không nỡ. Chị Ngọc Thúy chuẩn luôn, em bán hàng dễ tính thật mà, em nói thật đấy. Đây, cái combo này là váy nỉ cho em mọi người nhá. Váy nỉ này là váy nỉ không trần bông và nó là dáng mỏng với mặc bột thu cho em. Vì đây em bán cho mọi người váy này 65.000 ạ, à. Váy nỉ ạ, à, rất đẹp ạ. À. Váy nỉ cho em này, váy nỉ cho em này, váy nỉ cho em này. Váy nỉ này, được. Được, mai em tất tay các chế. Các chế có mai có tất tay với em không? Mã này cho em này, 67 cho em này. Làm mấy váy nhở? Bán cho em là 65.000 này, váy nỉ xinh lắm. Má bảy mấy mấy nhở, 72 à? 72 cho em này, rất đẹp này, 65.000 nhanh tay thì còn cái váy nỉ này rất rất đẹp. Hàng Quảng Châu cho em. Ok, Nguyễn Ngân Khánh này. Trời ơi, mày bảo nhanh dữ nhở. Trời ơi, chốt cho em này. Lên cho em nữa này. Toàn hàng xinh đẹp bất chế. Ôi, lên cho em một mã áo nữa này. Hai cái này combo 100.000 cho em nhá. Ui, đẹp quá, cái nào này nó là hàng hãng luôn này. Rất đẹp cái mã này, nó là form dáng hơi rộng nhá, nó là à không phải hơi rộng, nó là form dáng váy mọi người nhá. Đây hai cái này cho em này, hai cái áo đều đẹp hết này. 100.000 hai cái cho em, trời ơi. Bao tiền đấy? Đây đẹp xuất sắc mọi người ơi. Đây là form dáng nó hơi rộng rộng nhá, dành cho những tình yêu là thích mặc rộng rộng này, hai cái này đều đẹp hết, 100.000 hai cái cho em. Mọi người không mua cái này hơi bị phí luôn này, đẹp lắm luôn đấy mọi người. 72 bao tiền quý? 72 cho em là 72 là 65. Bán này 100.000 hai cái này, rất là đẹp, bão 73 cho em. Có 100.000 tính ra có 50.000 một cái, trời ơi. Bán này một mặc rất xinh nhá. Mã 73. Hàng ly dùng đơn. 73 cho em hàng ly này, đẹp quá. Bán này hàng hãng luôn, dập mát luôn này. 100.000 em. Hàng ly xin lại số cho anh nhá. Hàng ly dồn đơn giúp em tình yêu ơi. Cho em xin lại số điện thoại nhá. Đây. Cái này là một cái váy cho em này, trời ơi, cái váy này xinh lắm. Cái váy này dáng của nó rất đẹp này. Mọi người nhìn không ạ? Cái váy này rất là xinh này. Dáng của nó là dáng xòe xòe ở dưới như này, cực kỳ đẹp này. Có cái túi ở đây này, cực kỳ kiểu như là ấy luôn đấy mọi người. Cái này combo cho em nhá, vừa bán vừa tặng cho em một combo váy vớ từ áo này. Đầu của cái này xinh. Em ơi, toàn mã xinh đấy mọi người. Cái áo này nó là cái dáng rộng nhá. Đây hai cái này đều là dáng rộng luôn này. Dành cho những chị nào thích mặc form dáng rộng này. Đây, cái áo này form rất rộng này. Vừa bán vừa tặng cho em hai cái mã này, bán cho em là 50.000 luôn này. Mã này mọi người chỉ cần thắt một cái thắt lưng đỏ thôi là rất đẹp rồi. Cái chất của nó mọi người nhìn mọi người biết này. Cực kỳ mát luôn. Đây, đợi em tí, hình như có một cái thắt lưng đỏ ấy. Đây chị nào mà bầu bì mặc cái mã này quá xinh luôn này. Đợi tí đây, cái mã này thắt lưng xanh thôi cũng đẹp nhá. Chưa còn thắt lưng ấy này. Nếu kiểu mọi người thắt một cái ở ngoài, mọi người mặc chân váy ấy. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Đó, đây này. Mọi người mặc cho em một cái chân váy ở nữa này. Xinh không? Đó. Cực kỳ xinh luôn, mọi người mặc chân váy bên trong cho em nhá, nó giống như kéo choàng ấy. Chất này mặc siêu mát luôn. Không mát không lấy tiền các chế luôn, 50.000 hai cái, mọi người mặc ở nhà nha. Không làm đi đâu được, mọi người thắt cái đai cho em là ok luôn á. Mới thắt cái đai cho em là ok luôn đấy. Mã này 50.000 hai cái cho em, mắc 17 mấy đấy. 74 cho em này, đẹp lắm, 74 cho em này. Xuất sắc luôn ạ. 50.000 hai cái thôi nhá mọi người nhá. Cái áo này Queen đi sang đi cho em này, chất tức mát luôn ạ. 74 cho em 50.000 hai cái này. Xuất sắc, 74 cho em, 50.000 hai cái cho em. Ôi dồi, em nóng mắt quá mọi người ơi. Em bởi vì em bỏng mắt ý, kiểu như không ngủ ấy. Bỏng mắt dã man. 74 cho em này, bao nhiêu nhở? 50.000 này, không bán thắt lưng đâu chị Dương Nguyên ơi. Chốt cho Winnie Sunny này, áo này chất rất đẹp luôn này. Ok. 74 cho em, trời ơi đẹp lắm đấy, hai áo này luôn này. Hai cái áo này vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Chất rất đẹp mọi người biết, vừa nãy em mua cái áo này cho em, hai cái áo này vừa bán vừa tặng cho em 100.000 hai cái, nhanh tay thì còn. Thoa ngô thoa nghĩa cái bùi ấy. Đây, rất đẹp này. Eo em phải ức chế này. Em nói thật mọi người, chất này mọi người nhận. Mùi sờ bởi chẳng qua là cái màu ở ngoài trên ảnh livestream mà thấy được, màu ở ngoài rất tây luôn, cực kỳ đẹp nên em bán cho mọi người 100.000 hai cái. Chia sẻ lên cho em hôm nay xem bao nhiêu được chia sẻ rồi này các chế. À đây bán lỗ luôn đấy mọi người ạ. Đẹp xuất sắc luôn này. Hôm nay mọi người chia sẻ lười cho em chia sẻ nhớ. Em còn máy thẳng của anh tí nào. Mã này chia sẻ lên cho em nhá, combo này chia sẻ lên cho em. Combo này chia sẻ lên cho em các chế. Mã 7 mấy đấy? 75 à. 75 cho em này. Trời chắc phải dừng clip một tí thôi mọi người ạ. Mấy giờ rồi nhỉ? Mã 75 cho em ạ.
10 giờ lên đi. 75 vũ trụ lên cho em. Hai cái mã này rất đẹp. Chất len rất đẹp luôn này. Vũ châu lê cho em này, 100.000 cho em. Đẹp xuất sắc luôn, 75 cho em vũ châu lê. Mọi người nhớ chia sẻ live stream mạnh tay nhá. Trời ơi, hôm nay vẫn có 246 lượt chia sẻ cho các chế. Mọi người chia sẻ lên cho cháu ló đi. Trời ơi, buồn ngủ quá. Gọi là siêu siêu buồn ngủ luôn. Anh gọi anh Hải đi xem tập trung ở đâu đấy. Đây, chờ em xíu nhá. Em đi cà phê tí lên lịch. Đi Sapa ở đâu quá, chị nào làm hoa tiêu cho em ở Sapa không các chế? Mai em đi lấy xong rồi đi ấy luôn á. Các chế có chị nào làm hoa tiêu cho em ở Sapa không? 256 nhớ là chia sẻ live stream cho em. 75 em hết rồi, 75 em hết rồi, 75 hết rồi mọi người ơi. Trời ơi, được 300 lượt chia sẻ nè. Mã này còn 200 năm mấy lượt chia sẻ luôn đi ạ. Ôi buồn ngủ quá. Em chắc phải dừng clip thôi anh ạ. Mệt quá rồi. Mọi người em dừng clip một tí nhá. Sau đó tí tiếng em quay lại. Em mệt quá. Đợi em tí xong lúc sau 30 phút nữa cho các tình yêu đủ đơn. Em sẽ lên cho mọi người vest với cả hàng hè nhá mọi người nhá. Mọi người bây giờ mọi người vệ sinh cá nhân đi. Cho bé đi ngủ đi. Sau đó 30 phút nữa quay lại. À tầm 20 phút nữa quay lại nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 10 giờ em clip nhá mọi người ơi. Thank you mọi người ạ.